Cứ việc Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhưng này tiếng chuông là trực tiếp chấn động linh hồn của hắn, để linh hồn hắn chậm rãi xé rách sụp đổ, sở dĩ linh hồn hắn bên trong lại không ngừng truyền đến đau đớn, từ đó kích thích thần kinh của hắn làm ra bản năng phản ứng. Sở dĩ Giang giật mỗi lần tiếng chuông vang lên lúc, thân thể đồng dạng sẽ bởi vì kịch liệt đau nhức tại bản năng trên mặt đất lăn lộn, tại vách chuông nội loạn đụng. Tiểu tử này lại vẫn không chết khủng bố như thế thần hỏa đều đốt không chết hắn chẳng lẽ hắn là kim cương bất hoại thân thể sao? Phía ngoài lôi đình uy âm thầm ngạc nhiên, giang giật ở bên trong lăn lột, va chạm vách chuông, hắn có thể thông qua luyện thần chung bên trong ba động cảm thụ rõ ràng, hắn đánh ra luyện thần chung là để giang giật không thể trốn đi đâu được, cũng không muốn giang giật lại phóng thích lôi đình chi nộ giết người của lôi ra, mặt khác liền là tươi sống đem hắn thiêu chết, lại không nghĩ rằng thời gian dài như vậy, giang giật còn chưa có chết. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có thích lửa thần khí? Lôi đình uy trong mắt tinh mang lóe lên, cái này luyện thần trung hỏa diễm khủng bố đến mức nào, hắn rõ ràng nhất, liền xem như thông linh trí bảo dung luyện lâu như vậy đoán chừng cũng cháy hỏng, giải thích duy nhất sang giật thân thể có một kiện có thể tích lửa trí bảo. Hừ, coi như người có thần khí, hôm nay cũng phải chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay múa, hai đạo nguyên lực đồng thời đánh ra, luyện thần trung đồng thời vang lên hai tiếng trầm muộn thanh âm. Lần này phía sau hắn mấy tên thiên quân đỉnh phong trưởng lão cũng không chống nổi, thân thể hướng về sau mặt bắn tới. Toàn bộ đăng thiên phong bên trên, giờ phút này tự còn thừa lại giải rác mấy người, chỉ có Nam Cung Vân Nghĩa, Lục Ly, còn có còn lại gia tộc tộc trưởng, mặt khác liền là thiên thiên công chúa cùng hắc thần. Bất quá yêu tộc hai người này bay ở giữa không chung, thờ ơ lạnh nhạt, cái này kinh khủng tiếng chuông đối với hai người hoàn toàn vô hiệu, thiên thiên công chúa thần sắc giếng nước yên tĩnh, chỉ là lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới lôi đình uy cùng cái kia luyện thần chung. Đông 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 thùng thùng, lôi đình uy hai tay múa, liên tục đánh ra gần trăm đạo nguyên lực, liên tục vang lên gần trăm âm thanh thúc hồn tiếng chuông về sau hắn phát hiện bên trong giang giật rốt cục bất động chuông bên trong không có bất kỳ cái gì không gian ba động hắn thở phào một hơi kết một cái thủ ấn quát khẽ thu suy suy luyện thần trung bay lên trời kịch liệt thu nhỏ bay trở về lôi đình uy trong tay hơn một vạn đôi mắt cũng hướng chuông ngọn nguồn nhìn lại xem xét phía dưới trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ không dám tin tự liền thiên thiên công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên đều là chấn kinh bởi vì Giang giật trên mặt đất nằm, mặc dù đầu rơi máu chảy, nhưng giờ phút này vẫn còn còn sống, không chỉ có còn sống, trên mặt hắn còn một mảnh an tường, tựa như tại bản thân trong viện, trên giường của mình nằm an bình, hài lòng. Ông, nằm giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị mỉm cười, bởi vì trên mặt đều là tiên huyết, sở dĩ nụ cười này lộ ra phá lệ dữ tợt, làm người ta không rét mà run, hắn thân thể bay vụt mà lên, trong con người lôi điện lấp lánh, một tay hỏa long kiếm xuất hiện, một tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng khắp nơi, hôm nay các người ba nhà người đều muốn chết, tất cả mọi người cùng ta giang giật chôn cùng đi. chương 839, lão cẩu người bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể, lôi đình uy nghẹn ngào kêu lên, coi như luyện thần trung bên trong thần hỏa đốt không chết giang giật, kia thúc hồn tiếng chuông cũng đủ để chấn động đến hắn hồn phi phách tán, trừ phi giang giật có thần khí phòng ngự linh hồn, nhưng trên thế giới này thật sự có thần khí sao huyền đế huyền thần đao cùng huyền thần khải trong truyền thuyết là thần khí, vấn đề là ai cũng chưa từng thấy qua. Mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, Giang Giật đã xông lại, lôi đình uy không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, hắn chiến lược tại lôi gia thiên quân bên trong không tính tối cường, nhưng có thể trở thành lôi gia gia chủ, đầu óc tự nhiên là dùng tốt. Sở dĩ hắn trước tiên kịp phản ứng, giống giận, toàn bộ công kích. Công kích, giết hắn, Nam Cung Vân Nghĩa cùng Lục Ly cũng trước tiên ra lệnh, ba cái mệnh lệnh thoáng cái ba nhà cộng lại hơn một vạn thiên quân trong tay cường giả các loại bảo vật binh khí xuất hiện nguyên lực lấp lánh liền muốn đồng thời phóng thích công kích diệt sát giang giật thần âm thiên kỹ lôi đình chi nộ giang giật nổi giận gầm lên một tiếng đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu trên thân sát khí như hồng sát lục chân ý phóng thích tay trái nhuyễn kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh múa một cái tay khác hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống hai tay tốc độ đều đạt đến cực hạn nhanh đến mức làm người ta hoa mắt ô ô thùng thùng Tại hắn nhuyễn kiếm vừa mới bắt đầu múa thời khắc, một đạo kinh khủng quỷ dị thanh âm vang lên, thanh âm kia giống như nam cung gia bí cảnh gió lớn ảo ạt quỷ âm, lại giống là luyện thần trung bên trong phát ra thúc hồn tiếng chuông, hai loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, kinh khủng đến cực điểm. Càng khiến người ta chấn kinh ngạc chính là nương theo lấy âm thanh khủng bố, còn có một cỗ cường đại sát khí bao phủ mọi người, sát khí kia xen lẫn tại hai loại trong thanh âm, càng làm cho tất cả mọi người linh hồn đều tại run rẩy. A, à, thanh âm vừa vang lên, giữa không trung vô số cấp thấp hạ giai thiên quân trực tiếp ôm đầu đập xuống xuống dưới, thần tình trên mặt hoàn toàn vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi, tất cả trung giai thiên quân thân thể không ngừng run rẩy, ôm đầu, trong mắt đều là thống khổ cùng hoảng sợ, thượng giai thiên quân tốt đi một chút, nhưng trong đôi mắt giống nhau là hoảng sợ, nhìn qua giang giật tựa như nhìn thấy một cái trong hồng hoang đi ra tuyệt thế sát thần. Đây là cái quỷ gì thanh âm? Toàn trường duy nhất còn có thể đứng thẳng chỉ có thiên quân đỉnh phong, nhưng tất cả thiên quân đỉnh phong, bao quát lôi đình uy bọn hắn đều cảm giác cực kỳ khó chịu, linh hồn không ngừng bị chấn động, loại kia cường đại sát khí cũng làm cho bọn hắn linh hồn cảm giác rối loạn. Giờ khắc này bọn hắn linh hồn bên trong đều là kinh nghi, hoảng sợ cùng khó chịu, tất cả mọi người linh hồn bên trong đều một mảnh oanh minh, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên đi hết thảy, não hải bị loại thanh âm này tràn ngập, bị loại kia cường đại sát khí chân áp, lại trong lúc nhất thời quên đi công kích. Hắc bá, ta thật là khó chịu, thiên thiên công chúa cũng không chống nổi, ôm đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ thống khổ, sau lưng nàng hắc thần cũng không có nửa điểm phản ứng, thân thể hướng phía trước bước ra hai bước, đồng thời sáng lên một vệt kim quang, ngưng kết ra một cái kim sắc phòng bảo hộ đem thiên thiên công chúa bao phủ đi vào, cái sau lập tức dễ chịu nhiều, lòng vẫn còn sợ hãi hướng giang giật nhìn lại, bất thế kỳ tài, hắc thần một tấm lãnh khốc trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, dư quang nhìn thấy thiên thiên công chúa đầy mắt kinh nghi, hắn giải thích nói, cái này tiểu tử không vẻn vẹn tìm hiểu luyện thần trung bên trong thúc hồn tiếng chuông còn hoàn mỹ dung hợp quỷ âm cùng trên người hắn cái chủng loại kia đặc thù sát khí. Cái này thúc hồn tiếng chuông lúc đầu có dao động tác dụng, dung hợp vào sau hắn quỷ âm cùng sát khí bị gấp trăm lần dao động, uy lực quá lớn, trừ phi tu luyện linh hồn thiên quân đỉnh phong, nếu không ai cũng không ngăn cản được. Suy suy suy, dầm dầm dầm, cửu thiên chi thượng phong tôn ra vân động, từng đạo lôi đình phá không mà đến, hung hăng bổ vào ba nhà cường giả trên thân, đem từng mảnh từng mảnh thượng giai thiên quân, thực lực không mạnh thiên giai đỉnh phong oanh sát thành cặn bã. Giang giật cũng không có công kích lôi đỉnh uy nam cung vân nghĩa bọn người, mà là đi công kích ba nhà trưởng lão, hắn hôm nay tựa hồ cũng không định chạy trốn, chuẩn bị liều chết kéo một số người đệm lưng. Ô ô thùng thùng, hắn một cái tay không ngừng phóng thích thần âm thiên kỹ, một cái tay như thiểm điện phóng thích lôi đỉnh chi nộ, dẫn động cửu thiên chi thượng thần lôi đánh xuống. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt gần ngàn đạo lôi điện đánh xuống, đánh chết gần ngàn người, đồng thời thân thể của hắn còn hóa thành thần hồng, hướng ba nhà cường giả phương trận cấp tốc tới gần, hỏa long kiếm bên trên lôi hỏa đổ xuống mà ra, ngừng kết lôi hỏa thần thuẫn, hắn cũng không đánh ra lôi hỏa, tự bằng nhanh nhất tốc độ hướng người nhiều nhất địa phương phóng đi, trong tay hai thanh kiếm không ngừng phóng thích thần âm thiên kỹ lôi đình chi nộ, không có một lát ngừng. a à, rất nhiều thiên quân võ giả không có bị lôi điện đánh chết, nhưng bởi vì bị thần âm thiên kỹ công kích, sở dĩ không có cách nào quán chú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong các loại chờ giang giật khẽ dựa gần kinh khủng nhiệt độ cao thoáng cái đem thần thuẫn cho đốt phá, thân thể của bọn hắn cũng thay đổi thành từng cái hỏa nhân. Dừng tay, một đạo chấn thiên nộ hống vang lên, thanh âm kia chấn động đến đăng thiên phong đều tựa hồ rung động, rất nhiều người cũng bị mạnh mẽ cho đánh thức đến, bầu trời một cái cự đại thủ trưởng cũng chụp lại, giang giật đỉnh đầu phương viên trăm trượng không gian đều kịch liệt chấn động không ngớt, tất cả mọi người ở giữa không trung xoay tròn lăn lộn, tựa như nộ hải bên trong thuyền nhỏ, căn bản không có cách nào trưởng khống thân thể. Giang giật công kích bị bách kết thúc, lôi hỏa thần thuẫn bị đánh vỡ, lôi hỏa trực tiếp tiêu tán giữa không trung. Cũng may lần này hắn thật sớm đem đế cung thu nhập hỏa linh châu bên trong, bàn tay này ấn cũng không thể đem hỏa linh châu bên trong đế cung cho chấn động ra, tiền vạn quán giang tiểu nô linh đang tỉ mấy người cũng liền không có bị rung ra tới. Hư không đáng, lôi ra thái thượng trưởng lão lôi cô, xuất thủ lần nữa. Hưu, một đạo bóng người cũng như thương long theo thành nội bay vụt mà đến, chỉ là hai cái trong chớp mắt tựu đã tới đăng thiên phong trên không, lôi đình uy nam cung vân nghĩa lục ly bọn người toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ tam đại gia tộc hơn một vạn người muốn tiêu diệt một người không chỉ có không giết chết giờ phút này còn già hơn một đời bán thần cường giả xuất thủ đây đối với ba nhà tới nói là một loại to lớn sỉ nhục phốc giang giật chỗ không gian chậm rãi bình phục lại nhưng hắn lại cuồng phún một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt đến dọa người trong mắt quang mang cũng cấp tốc ảm đạm rất rõ ràng bị trọng thương hắn cũng không phải là bị hư không đáng đập đến trọng thương mà là bị phản phệ. Vừa rồi điên cuồng công kích, hắn không có phát giác, giờ phút này dừng lại một cái mới phát hiện, hắn căn bản không thể liên tục phóng thích thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ. Hai loại công kích cố nhiên kinh khủng, nhưng hắn cảnh giới cùng linh hồn còn thật quá thấp, liền giống với một cái chỉ có thể dơ lên trăm cân thạch võ giả, cưỡng ép đi dơ lên hai trăm cân thạch đầu, coi như dựa vào một hơi miễn cưỡng dơ lên một hồi, nhưng khẳng định cũng sẽ bị ép tới bị nội thương. Hô hô, hắn thật dài phun ra mấy hơi thở, đưa tay lau đi khóe miệng tàn huyết ánh mắt hướng bốn phía hoảng sợ nhìn qua hắn ba nhà võ giả nhìn thoáng qua khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt vừa rồi ngắn như vậy thời điểm hắn diệt sát ba nhà ít nhất hơn một ngàn tên thiên quân giống như lôi ra thái thượng trưởng lão không xuất hiện hắn tự tin còn có thể lại giết mấy ngàn thậm chí liều mạng cũng phải đem cái này hơn một vạn người giết chết hơn phân nửa hắn ảm đạm vô song con người có chút nâng lên nhìn qua giữa không chung cái kia khí thức như rồng tượng lão giả đùa cợt nói ra lôi ra bán thần cường giả ngươi một nửa đoạn thân thể đều tiến vào trong đất lão bất tử, hai lần xuất thủ đối phó ta, ngươi còn muốn mặt sao ta năm nay 22 tuổi, lão cầu ngươi bao nhiêu tuổi. Cắt cắt chương 840, tiểu tử, đã lâu không gặp. Làm càn, muốn chết, toàn trường xôn xao, lôi đình uy cùng vô số lôi ra trưởng lão nổi giận đại hống, bất quá không có người nào xuất thủ, dù sao lôi cô vừa rồi hô dừng tay. Đại gia tộc quan trọng nhất quy củ, lôi cô không mở miệng, liền xem như lôi đình uy cũng không dám vượt qua. Lôi cô nhìn rất già, lông mày đều trắng, nghe được giang giật, trên mặt hắn không có nửa điểm tâm tình chập chờn chỉ là lạnh lùng mở miệng nói giang giật, người thật sự là bất thế chi kỳ tài, lão phu năm nay 87 tuổi, xuất thủ đối phó người hoàn toàn chính xác có chút không công bằng. Bất quá, thế giới này vốn cũng không có công bằng có thể nói, người giết nhiều như vậy lôi ra con em, lão phu hôm nay chỉ có thể giết chết ngươi Lôi cô duỗi ra một cái tay, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ nguyên lực, công kích của hắn còn không có ngưng tụ ra, một loại hủy thiên diệt địa khí tức tụ theo trong lòng bàn tay hắn chuyển đến, để toàn trường tất cả mọi người cảm giác linh hồn run rẩy. Ha ha ha, đúng lúc này, một đạo già nua tiếng cười theo phía đông chuyển đến, thanh âm kia tựa hồ là theo ước bên ngoài vạn dặm chuyển đến, khiến người ta cảm thấy rất là phiêu miểu cùng xa xôi, thanh âm già nua cũng rất nhanh vang lên lần nữa, lôi ra tiểu nhi, người năm nay 87 vậy bản tỏa đã hơn 70 vạn tuổi giống như xuất thủ đối phó ngươi, có thể hay không cũng không công bằng A. Hơn 70 vạn tuổi, vô số người trợn trắng mắt, giống như bọn hắn không nghe lầm, kia người nói chuyện khẳng định là già nên hồ đồ rồi. Hơn 70 vạn tuổi là khái niệm gì nhân loại liền xem như bán thần cũng chỉ có thể sống mấy trăm tuổi, yêu thú thọ nguyên trưởng rất nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có thể sống 3 bốn ngàn năm, hơn 70 vạn tuổi kia đã sớm thành thần. Ừ, lôi đình uy nam cung vân nghĩa lục ly hoàng phủ kỳ bọn người lại thân thể đồng thời run lên, còn có một số gia tộc trọng yếu trưởng lão cũng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lôi cô trong tay công kích ngừng lại sắc mặt nặng nề nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại a à, lão tổ tông vậy mà tới thiên thiên công chúa ngạc nhiên đột nhiên quay tới đầu đến nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng hắc thần lãnh khốc trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn trên người hắn kim sắc hộ thuẫn biến mất một mặt cung kính cùng thành kính thanh âm này giang giật linh hồn chấn động ảm nhiên ánh mắt rất nhanh phát sáng lên thanh âm này hắn rất quen thuộc trên người hắn hỏa vân khải, độn thiên, khốn long thảo đều là bái hắn chỗ mới có thể có đến. Không sai, chủ nhân của thanh âm này liền là huyền thần cung phong đô thành bên trong quỷ vương thanh âm, huyền thần cung thủ hộ giả. Hiu hiu hiu, thần tứ thành bên trong 10 đạo thân ảnh như thương long bắn nhanh mà đến, sau đó từ đồ ngạo mang theo một đám tư đồ ra cường giả theo sát phía sau bắn thẳng đến đăng thiên phong. Trước mặt 10 người niên kỷ đều rất lớn, phía trước nhất rõ ràng là lôi ra lão tộc trưởng, 10 người bay đến lôi cô bên người, Toàn bộ sắc mặt trang nghiêm nhìn qua phía đông. "Xuy suy, phía đông bên trên bầu trời một đạo thất thải quang mang phá không mà đến, ngưng tụ ra một đầu thiên lộ, tựa như thải hồng, thiên lộ phía kia bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước nhất, bốn người kia hai nam hai nữ, nhìn đều giống như trung niên nhân, bốn người khí thế toàn thịnh, còn tại ngàn vạn dặm bên ngoài liền để bên này rất nhiều cấp thấp võ giả đều cảm giác được kiềm chế." "Yêu hoàng." Rất nhiều người nhẹ giọng hoảng sợ nói, "Có thể có như thế khí thế kia chỉ có yêu tộc yêu hoàng." xem tình huống cái này bốn tên yêu hoàng là mở đường. Quả nhiên, đằng sau một cỗ siêu cấp lớn chiến xa bay tới, chiến xa toàn thân đều là từ kim sắc, khoảng chừng trăm trượng đại, chiến xa là dùng hai đầu toàn thân trắng như tuyết độc giác thú kéo lấy. Cái này độc giác thú trên đầu độc giác đúng là kim sắc, hai phiến vũ rực không ngừng vỗ, mang theo chiến xa cấp tốc bay tới. Kim giác long mã, có người biết nhìn hàng đôi mắt co rụt lại, cái này kỳ thật không phải độc giác thú, mà là vô tận trong biển sâu một loại tốc độ nhanh nhất yêu thú, cái này hai đầu long mã phía trên độc giác tiến hóa thành kim sắc, cũng cho thấy cái này hai thất long mã thực lực đạt đến yêu hoàng cảnh. Chiến xa hai bên phân biệt có bốn người thủ hộ, khí tức không kém gì trước mặt bốn người, chiến xa đằng sau cũng có bốn người đi theo, không cần phải nói cũng là yêu hoàng. 12 tên yêu hoàng, tăng thêm hai cái kim giác long mã, đây chính là 14 người yêu hoàng. Yêu tộc thực lực cảnh giới cùng nhân tộc không sai biệt lắm, yêu hoàng kia là cấp cao nhất tồn tại, thực lực nhưng so sánh nhân tộc bán thần, hắc thần cũng là yêu hoàng, hắc thần xuất hiện lôi đình uy bọn người đi nginh đón, toàn bộ người còn muốn cho hắn hành lễ, có thể thấy được yêu hoàng thực lực cùng địa vị. 14 người yêu hoàng lại xung làm hộ vệ cùng tùy tùng kia trong chiến xa ngồi tồn tại thân phận vô cùng sống động, vô tận trong biển sâu đại đế. Vô tận biển sâu rất lớn, so huyết giả hung hải còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, nơi đó là yêu tộc lớn nhất căn cứ. Năm đó rất nhiều đại yêu bị huyền đế truy sát, đều bị tiến đến vô tận biển sâu, thần tứ bộ lạc sở dĩ có thể sống sót tại, cũng là bởi vì cùng vô tận biển sâu liên minh. Tất cả mọi người giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tứ đại gia tộc lão gia hỏa đều đi ra, toàn bộ sắc mặt đều như thế trang nghiêm. Không đúng, rất nhiều người đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vừa rồi có một tiếng nói giả nua thế nhưng là nói muốn xuất thủ đối phó lôi cô A thần tứ bộ lạc cùng vô tận biển sâu là liên minh, không có thần tứ bộ lạc, vô tận sâu hải hòa đông hoàng đại lục cũng không có giảm sóc khu vực vì sao cái kia thanh âm giả nua chủ nhân muốn đối phó lôi cô. Hưu, bốn tên yêu hoàng trước hết nhất phá không mà đến, hắc thần mang theo thiên thiên công chúa vội vàng ninh đón tiếp lấy, thiên thiên thân thể bay thẳng bắn vào tử kim trong chiến xa, chiến xa cũng chậm rãi ngừng lại. Hưu hưu hưu, tất cả yêu hoàng cũng bay đi qua, xếp thành một hàng một gối quỳ xuống quát khẽ cung ninh đại đế. Lôi ra tộc trưởng lôi bán tiên xuất lĩnh sở hữu bán thần cường giả, cũng toàn bộ chắp tay cúi đầu không người, quát khẽ nói cung ninh ngao lưu đại nhân cung nghênh ngao lư đại nhân, lôi đỉnh uy bọn người vội vàng hội tụ cùng một chỗ, không người ôm quyền hành lễ quát lớn, đám lão giả này đều cúi đầu, bọn hắn dám không cúi đầu. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, tử kim trên chiến xa quang mang lóe lên biến mất giữa không trung, một cái hắc bào tóc lục lão giả ra giữa không trung, thiên thiên công chúa thì khôn khéo kéo tay của hắn. Tóc lục lão giả nhìn già hơn, trên mặt hắn đều là nếp uốn, trên người hắn khí thức cũng cho người cảm giác tựa như một kiện vượt qua hàng cổ tuế nguyệt ngụy thần khí, ánh mắt của hắn không có xem quỷ yêu hoàng, cũng không có đi lôi bán tiên lôi cô bọn người, mà là nhìn về phía Giang Giật, hắn nhếch miệng cười nói tiểu tử, đã lâu không gặp. Giang Giật khóe miệng còn tại nhỏ máu, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đến dọa người, hắn kinh ngạc nhìn qua lão giả, nuốt một búm máu nói tiền bối, chúng ta. Giống như chưa thấy qua đi, ha ha ha, ngao lư cười ha hả, một chút cũng không có trách cứ Giang Giật ý tứ, ngược lại gật đầu nói, không sai, ngươi là chưa thấy qua bản tọa, bất quá bản tọa gặp qua ngươi, già hoàn toàn chính xác hồ đồ rồi. Lão tổ tông mới bất lão đâu, thiên thiên công chúa ngòn ngọt cười, lập tức có chút hiếu kỳ nhìn giang giật một cái nói, lão tổ tông, ngươi không phải vừa trở về sao ngươi tại sao biết giang giật. Thiên thiên vấn đề, đồng dạng là tất cả mọi người muốn hỏi, ngao lư cưng chiều sờ lên thiên thiên đầu, cười nói, thiên thiên a, à, lão tổ tông có thể trở về thế nhưng là toàn dựa vào tiểu tử này, không phải tiểu tử này nhìn qua huyền đế bố trí, lão tổ tông có thể muốn chết già ở huyền thần cung. a à, thiên thiên đôi mắt thoáng cái sáng lên, hắc thần mấy người cũng kinh ngạc hướng giang giật nhìn lại, trong mắt đều là cảm kích. Toàn trường người lại đều mộng, nhìn qua giang giật ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp. Hỏng bét, lôi đình uy lôi kỳ viêm nam cung vân nghĩa còn có rất nhiều ba nhà người đều thân thể run lên, tất cả mọi người cũng minh bạch vì sao ngao lư nói vừa rồi muốn xuất thủ đối phó lôi cô. Ngao lư ánh mắt lần thứ nhất nhìn về phía lôi cô bọn người, sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói ra, lôi ra tiểu nhi, người nhất định phải giết tiểu tử này giống như bản tòa hôm nay bảo vệ hắn, ngươi là có hay không muốn cùng lão phu khai chiến. Ông, Ngao lư lời vừa mới rơi xuống, vô tận biển sâu hơn 10 người yêu hoàng trên thân khí tức thoáng cái trở nên bắt đầu cuồng bạo, trong con người sát khí khinh người, một bộ Ngao lư ra lệnh một tiếng liền muốn san bằng thần tứ đảo dáng vẻ. Ta, lôi cô sắc mặt biến đến thanh bạch đan sen, trong con người cũng lấp lóe không yên, hắn sửng sốt một chút cắn răng nói ra, ngao lư đại nhân, người này thế nhưng là đông hoàng đại lục gian tế. Đánh giám, ngao lư trực tiếp sổ một câu nói tục, lặng lẽ nhìn qua lôi ra mấy người nói, như tiểu tử này là gian tế, các ngươi lôi ra toàn bộ người đều là gian tế, chừng cái gì chừng tin hay không bản tọa một trường vỗ chết ngươi. chương 841, Độc Tâm Thuật, một trường vỗ chết ngươi, ngao lư lời nói này rõ ràng qua. Lôi cô thế nhưng là lôi ra thái thượng trưởng lão, tại lôi ra có được vô thượng quyền uy, bị người chỉ vào cái mũi mắng, để hắn như thế nào tại thần tứ thành làm người lôi ra con em còn thế nào ngẩng đầu. Vô số lôi ra con em trong nháy mắt nổi giận, vô tận biển sâu mặc dù cường đại, nhưng đó là yêu tộc, một cái lão yêu muốn chụp chết bọn hắn thái thượng trưởng lão, thế hệ tuổi trẻ sao có thể không giận nếu không phải lôi ra tộc uy xâm nghiêm, đoán chừng giờ phút này rất nhiều người đều muốn động thủ. Từ đầu ngạo mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, 10 cái lão ra hỏa sắc mặt toàn bộ đều trở nên âm trầm, Ngao Lư không cho lôi cô mặt mũi, cái kia chính là không cho thần tứ bộ lạc mặt mũi, làm thần tứ bộ lạc tối cường 11 người, như kiên cường không nổi, về sau tại vô tận sâu hải yêu tộc trước mặt kia mơ tưởng ngẩng đầu. Sở dĩ, lôi gia tộc trưởng lôi bán tiên mở miệng, Ngao Lư đại nhân, vô tận sâu hải hòa thần tứ bộ lạc liên minh hơn 70 vạn năm, không cần thiết vì một người phá hư song phương tình cảm, người này có phải hay không gian tế, muốn nhìn sự thật cùng chứng cứ có phải hay không. Liên minh, Ngao Lư lườm lôi bán tiên một chút, cười nhạo nói ra các ngươi như cảm thấy khó chịu cái này liên minh rất không cần phải thậm chí các ngươi cũng có thể đem chúng ta đều lưu tại cái này tự xem các ngươi có hay không thực lực này các ngươi kia cái gì cử trùng trận mở ra đi bản tọa như một chiêu không phá được đại trận này lập tức dẫn người rời đi toàn trường mộng khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch lôi đình uy bọn người sắc mặt khẽ giật mình toàn bộ trong mắt đều lộ ra cấp sắc cái này vô tận biển sâu đại đế chẳng lẽ lại điên rồi sao vì sao một cái giang giật lại không tiếc phá hư liên minh không có thần tứ bộ lạc, vô tận biển sâu liền muốn đơn độc đối mặt Đông Hoàng Đại Lục Đại Quân, Ngao Lư vì sao như thế kiên cường chẳng lẽ hắn có lòng tin đối kháng Đông Hoàng Cửu Đế. Lôi bán tiên mấy người cũng khóe miệng có chút co lại, có hai cái lão gia hỏa tức giận đến thân thể cũng hơi phát run, cái này Ngao Lư làm sao dạng này a à đều sống hơn 70 vạn năm, làm sao tính khí còn như thế táo bạo làm việc không có nửa điểm để lối thoát hắn tự không vì con cháu của hắn hậu đại ngẫm lại phá hủy liên minh đối vô tận biển sâu có chỗ tốt gì. Kỳ thật lôi bán tiền bọn người không biết, chính là cái này hơn 70 vạn năm, để ngao lưu trong thân thể ẩn núp một cố cường đại lệ khí, hắn có được trăm vạn năm thọ nguyên, lại có 2 phần 3 thời gian là bị vây ở Huyền Thần cung bên trong, vây ở cái kia không thấy ánh mặt trời đầm băng phía dưới, hắn không điên đã coi như là đáng quý. Thật vất vả ra, hắn tự nhiên muốn phát tiết một chút nội tâm lệ khí, Đông Hoàng Cửu Đế hắn một người không thể trêu vào, bình thường con tôm nhỏ giết lại nhiều cũng không ra được khí, thần tứ bộ lạc mấy cái này lão già tự nhiên là trở thành hắn phát tiết đối tượng. Giang giật đối với hắn có ân, yêu tộc không có nhân loại nhiều như vậy tâm địa gian dảo có cửu báo cử báo cửu, có ân báo ân, hắn còn có hơn 20 vạn năm thọ nguyên, có hắn tại Đông Hoàng Đại Lục đánh không vào vô tận biển sâu, hắn có sợ gì chi. Nhìn thấy lôi bán tiền bọn người không nói lời nào, ngao lư nhiều khí hống hống quét qua toàn trường nói ra, làm sao đều không nói các người nhân tộc chính là cái này điều dạng, đến chết vẫn sĩ diện. Đã các ngươi nói tiểu tử này là gian tế, các ngươi còn nói có chứng cứ chúng ta tới đó nói chuyện gian tế chuyện này đi. Ngao Lư nhìn thấy lôi cô muốn nói chuyện, bá đạo khoát tay trận lại nói, được rồi, ngươi đừng kêu người bên trên chứng cứ, các ngươi kia chứng cứ cái rắm cũng không bằng, bản tọa liền là chứng cứ. Ngươi gọi lôi cô đúng không bên cạnh ngươi đây là gọi lôi bán tiên, là các ngươi lôi gia tộc trưởng đúng không lôi cô ngươi năm trước tháng 6 làm một cái xà nữ tiểu thiếp, cái kia tiểu thiếp sinh một đứa con trai, ba tháng không sai a. À. Ây, toàn trường động dung, Nhất là lôi cô cùng lôi bán tiên, còn có lôi ra một cái khác lão ra hỏa trong mắt càng là tựa như gặp quỷ, kinh ngạc nhìn qua ngao lư nói không ra lời. Hừ hừ, ngao lư tràn đầy nếp uốn mặt có chút lắc một cái, tiếp tục nói, lôi cô, người tối cường thần thông là lục tinh đạo văn hư không đáng a à, ngươi sẽ còn một cái ngũ tinh đạo văn gọi phong long xuyên, là hai tháng trước dung hợp không sai a à, lôi cô ngươi hết thảy có sáu mươi bảy cái thê thiếp, ngươi thích nhất bốn cái, phân biệt gọi phù dung, lạnh diệp, di lịch Lăng Yến, người đêm qua tại Lăng Yến nơi đó qua đêm không sai à muốn hay không bản tọa đem ngươi đêm qua dùng chiêu thức nói ra. Đại nhân, lôi cô, chịu phục, lôi cô trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt đều là xấu hổ cùng xấu hổ, một gương mặt mo đỏ đến cùng hầu tử cái mông, hận không thể tại đăng thiên phong bên trên đào cái lỗ chui vào, nội tâm đối với Ngao Lư cũng sợ tới cực điểm. Ngao Lư đùa cợt ánh mắt quét về phía lôi bán tiên, lại mở miệng yếu ớt nói, lôi bán tiên, người đêm qua ba canh làm cái gì, muốn hay không bản tỏa trước mặt mọi người nói ra không không cần lôi bán tiên đôi mắt co rụt lại vội vàng khom người chắp tay nói ngao lư đại nhân thần thông khó lường bán tiên bái phục toàn trường một mảnh xôn xao nếu như nói ngao lư chỉ là biết rõ lôi cô tuyệt kỹ thành danh vậy còn không tính là gì có thể là vô tận sâu hải yêu tộc có gian tế sen lẫn trong thần tứ bộ lạc dò xét đến nhưng ngao lư liền lôi cô có bao nhiêu cái thê thiếp thích nhất thê thiếp danh tự còn có đêm qua ở đâu qua đêm lôi bán tiên đêm qua ba canh đã làm gì đều biết, vậy tuyệt đối không phải gian tế dò xét, lôi bán tiên cùng lôi cô bán thần thực lực, như cho gian tế cái gì đều tra xét xong, hai người cũng không cần lăn lộn. Giải thích duy nhất, Ngao Lư có được một môn cường đại thần thông, có thể xem thấu linh hồn của con người, cùng loại độc tâm thuật cường đại pháp môn. Từ đồ gia tộc trưởng Hoàng phủ gia lão tộc trưởng bọn người liếc nhau 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 âm thầm kinh hãi, cái này ngao lư nghe đồn chiến lực đã đạt đến bán thần đỉnh phong, gần với năm đó huyền đế phía dưới, Xem ra tên không uổng nói a, à, bực này thủ đoạn nghịch thiên, làm cho tất cả mọi người đều tâm giật mình. Vô số lôi ra con em toàn bộ cúi đầu xuống, cũng đi theo xấu hổ không thôi, bản thân trưởng bối bị người nhục nhã, trước mặt mọi người tuôn ra chuyện xấu, bọn hắn cũng sắc mặt tối tăm. Toàn trường vô số người đều cúi đầu trầm mặc, mặt không biểu tình, nội tình lại là không nhịn được cười thầm, lôi cô 87 tuổi lại vẫn như thế phong lưu thế thiếp hơn 60 cái, cái kia cán lão thương súng còn không có mài thành châm a. À. Trái lại yêu tộc bên này lại tứ không kiêng sợ nở nụ cười, trong mắt đều là hí ngược cùng đùa cợt, thiên thiên công chúa thì cúi đầu, cũng không kéo ngao lư cánh tay, một tấm gương mặt xinh đẹp đều là ửng hồng, cổ sau tai cái đều đỏ như huyết. Đã các người đều chịu phục, chúng ta tới đó nói một chút giang giật tiểu tử này. Ngao lư nhìn giang giật một chút, giang giật cảm giác toàn bộ thân thể phát lạnh, tựa như trong đầu rất nhiều chuyện đều bị ngao lư liếc mắt xem thấu, một đạo truyền âm cũng vang lên tại linh hồn hắn bên trong tiểu tử, chớ khẩn trương bản tọa sẽ không dò xét người bí mật nhỏ, chỉ là lục soát một chút xíu tư liệu. Giang giật có chút thở dài một hơi, trên thân tất cả bí mật đều bị người xem thấu, vậy liền coi là bất luận kẻ nào đều khó chịu. Ngao Lư chỉ là nhìn thoáng qua, tụ lạnh lùng nói ra, Giang giật, năm nay 22 tuổi, xuất sinh thiên tinh đại lục một cái tiểu gia tộc, vẫn là gia tộc chi thứ con em. Phổ thân Giang Biệt Ly, bị vũ ra người giết chết, hắn cũng phá hủy thiên tinh đại lục võ điện phân điện, 5 năm trước sợ hãi võ điện truy sát trốn ra thiên tinh đại lục. Tại thú thần đại lục chém giết đồ ra một tên công tử đồ duệ, tại phi mã đại lục tiến vào huyền thần cung, sau khi ra ngoài chém giết tà ra một tên thiên quân, bởi vì đạt được khốn long thảo độn thiên thần kỹ hỏa vân khải, bị tà ra kiếm ra đồ ra vũ ra truy sát, cuối cùng tiến vào thần tứ bộ lạc. Ngao lư nói xong sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, ánh mắt quét qua toàn trường, quát lạnh nói, một cái cùng vũ ra có thủ giết cha, lại bị mấy đại gia tộc liên thủ truy sát, còn giết chết mấy nhà rất nhiều tộc nhân, sẽ là đông hoàng đại lục gian tế sao đầu của các ngươi đều bị cánh cửa kẹp hỏng sao tốt như vậy nhân tài không hào hào bồi dưỡng, vẫn còn muốn vu hãm hắn là gian tế, ba nhà hơn một vạn người liên thủ đối phó hắn sao, cuối cùng còn muốn xuất động bán thần cường giả, các ngươi liệt tổ liệt tông biết rõ. Có thể hay không theo trong phần mộ leo ra một trường vỗ chết các ngươi. chương 842, Miễn Tử Kim Bài, Toàn Trường Yên Lặng, Giang Giật danh tự lần thứ nhất vang lên tại thần tứ bộ lạc thời điểm, là bị tứ đại siêu cấp gia tộc truy sát, mặc dù lần này gian tế sự kiện rất nhiều người đều bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng ở từng đầu chứng cứ trước mặt, tại ba nhà hùng hổ dọa người bất diệt gian giật thề không bỏ qua làm dáng dưới, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, tự liền tư đồ gia tộc trưởng đều hạ lệnh để tư đồ gia không cần lo. Ngao Lư có được độc tâm thuật, điểm ấy không cần hoài nghi, vô tận sâu hải hòa đông hoàng đại lục là đối lập, điểm ấy cũng không cần đi hoài nghi. Năm đó yêu tộc thế nhưng là bị huyền đế mang theo đông hoàng cửu đế gia tộc khu trục ra đông hoàng đại lục, Bao nhiêu đại yêu bị chém giết vô tận biển sâu làm yêu tộc đại bản doanh, kia là vĩnh viễn không có khả năng cùng đông hoàng đại lục hòa hảo. Trọng yếu nhất chính là Ngao Lư như thế thân phận sẽ không nói dối, hắn cũng khinh thường nói dối, chính như hắn nói, hắn bảo vệ giang giật, thần tứ bộ lạc thật dám cùng vô tận biển sâu quyết liệt không có vô tận biển sâu yêu tộc liên minh, thần tứ bộ lạc diệt vong kia là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ giang giật không phải gian tế, như vậy tiền vạn quán khẳng định cũng không phải gian tế. Đã không phải gian tế, kia chứng cứ khẳng định là giả ba nhà muốn đối phó giang giật cũng có thâm ý khác giữa sân rất nhiều mắt người mắt lấp lóe âm thầm suy nghĩ đối với ba nhà vốn là thái độ ủng hộ giờ phút này cũng có chút oán hận ba nhà không phải ba nhà muốn đối phó giang giật ngao lư hôm nay chắc chắn sẽ không xuất hiện thần tứ bộ lạc cũng sẽ không bị ngao lư đẻ ép cũng sẽ không bị cái nhục ngày hôm nay nhân tộc bị yêu tộc đẻ ép bản thân cái này liền là một kiện chuyện rất mất mặt ngao lư chờ giây lát gặp lôi bán tiền lôi cô bọn hắn đều không có mở miệng cười lạnh nói các ngươi ba nhà nhưng còn có lại nói. Lôi cô sắc mặt âm tình biến hóa, không dám mở miệng, nam cung gia cùng người của lục gia càng sẽ không mở miệng, lôi bán tiên chỉ có thể khe khẽ thở dài, chắp tay nói, ngao lư đại nhân, việc này xem ra là hiểu lầm, đã giang giật không phải gian tế, ba nhà chúng ta đương nhiên sẽ không lại đối phó hắn, giang giật về sau cũng có thể tùy ý tại thần tứ bộ lạc hành tổ, ta cam đoan không người nào dám lại tổn thương hắn. Lôi bán tiên cúi đầu, ngao lư như thế kiên cường, hắn không cúi đầu không được a à, nếu không cuối cùng vạch mặt, ngao lư thật không còn cùng thần tứ bộ lạc liên minh, bộ lạc không ngoài 10 năm tuyệt đối sẽ bị đông hoàng đại lục hủy diệt. Từ đầu ngạo có chút thở ra một hơi, giang giật cũng toàn thân buông lỏng, có lôi bán tiên câu nói này, về sau cái này thần tứ bộ lạc liền là an toàn nhất địa phương, giang giật bọn người cũng không tiếp tục sợ bất luận người nào minh thương ám tiễn. Kỳ thật đấy lòng giang giật vẫn là không muốn rời đi thần tứ thành, dù sao rời đi cái này, hắn sẽ gặp tà gia kiếm gia vũ gia đồ gia vô cùng vô tận truy sát, lôi gia nam cung gia lục gia cũng khẳng định hội truy sát, hắn một người ngược lại là không có gì, mang theo nhiều người như vậy, vạn nhất lại chết đi mấy cái, hắn cái này đều sẽ ở trong thống khổ vượt qua. Nghĩ đến người chết, giang giật tâm thoáng cái trầm xuống, kim giao nhai tí thú thế nhưng là bị lôi đình uy tự tay giết, còn có dương đông cùng như đang bị sống sờ sờ bức tử. Ngao lư không có xem giang giật, nhưng cũng cảm nhận được trong thân thể của hắn nhàn nhạt sát khí, hắn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, một câu hiểu lầm là được rồi. Ừ, lôi đình uy cùng lôi ra các trưởng lão cúi đầu, mặt không biểu tình, nhưng giờ phút này nội tâm đều nổi giận tới cực điểm, giang giật đây không phải không chết sao mặc dù giết hai cái yêu thú, nhưng đó là giang giật linh thú hồn nô, trái lại lôi ra bên này chết bao nhiêu người ba nhà chết bao nhiêu người lôi bán tiên đều đã cho thấy không truy cứu nữa, cũng không đúng giao giang giật, còn muốn như thế nào. Lôi bán tiên lôi cô sắc mặt cũng trầm xuống, hôm nay cũng là ngao lư tự mình ra mặt, còn như thế kiên cường, dùng liên minh nghĩ bước, nếu là còn lại yêu hoàng hai người khẳng định phải tìm giang giật tính toán sổ sách, dù sao lôi ra chết như vậy nhiều trưởng lão cùng tộc nhân. Địa thế còn mạnh hơn người, nếu không muốn cùng ngao lư khai chiến, kia chỉ có thỏa hiệp, lôi bán tiên trầm mặc một lát, chắp tay nói, đại nhân muốn thế nào. Ha ha, ngao lư cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía giang giật nói, bản tọa không thế nào, chỉ cần tiểu tử này hài lòng, bản tỏa có thể coi như chuyện gì đều có thể phát triển, nếu không. Hắc hắc, ách, toàn trường động dung, ngao lư càng như thế cho Giang giật mặt mũi. Liền xem như bởi vì Giang giật ngao lư mới có thể theo huyền thần cung bên trong ra, cũng không trở thành như thế đi hôm nay có thể ra mặt cứu Giang giật, mặt mũi này đã cho đủ lớn, còn một bộ Giang giật không hài lòng còn muốn đại động can qua bộ dáng. Bá bá bá, vô số ánh mắt nhìn về phía Giang giật, lôi đình uy bọn người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, như giang giật muốn đem ba nhà tiêu diệt, chẳng lẽ lại ngao lư cũng muốn xuất thủ. Lôi bán tiên trên mặt miến cứng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn qua giang giật nói, giang giật ngươi nói đi, muốn làm thế nào ngươi mới hài lòng chỉ cần không quá phận, lão phu hôm nay đều đồng ý. Giang giật trầm mặc kinh ngạc nhìn qua ngao lư, nội tâm đều là cảm kích cùng kinh nghi, hắn cũng nghĩ không thông vì sao ngao lư muốn như thế. Giống như ngao lư muốn báo ân, năm đó gian lận cho khốn long thảo độn thiên hỏa vân khải, cái này ân cũng còn được không sai biệt lắm. Hôm nay lại cứu hắn một mạng, lại rất không cần phải bởi vì hắn, để thần tứ bộ lạc cùng vô tận biển sâu quan hệ khiến cho như vậy cương. Không nghĩ ra tựu không nghĩ, có tiện nghi không chiếm kia là ngớ ngẩn, hắn suy tư một trận, trầm giọng mở miệng nói, đệ nhất, nam cung khinh linh cùng lôi kỳ viêm hôn ước giải trừ. Lôi bán tiền chớp chớp thưa thất lông mày, có chút không rõ hướng lôi đình uy nhìn lại, lôi đình uy vội vàng truyền âm giải thích vài câu, lôi bán tiên cùng nam cung gia tộc trưởng liếc nhau, gật đầu nói, được, việc này chúng ta đáp ứng. Giang giật dừng một chút, tiếp tục mở khẩu nói, thứ hai, lôi kỳ viêm trục xuất lôi ra. Bá bá bá, xa xa lôi kỳ viêm sắc mặt thoáng cái trở nên yếu ớt như tuyết, hắn há mồm liền muốn giận mắng, bên cạnh một tên lôi ra trưởng lão vội vàng một cái tay bưng kín miệng của hắn. Lôi bán tiên lần này không có chút gì do dự gật đầu nói, có thể, hôm nay bắt đầu lôi kỳ viêm không còn là lôi ra con em, đời này vào không được thần tứ đảo. Lôi kỳ viêm thân thể run lên, trong mắt đều là tuyệt vọng, lôi bán tiên cái kia chính là thánh chỉ, giờ phút này trước mặt mọi người nói ra, cũng không sửa đổi chỗ trống, chỉ ít hắn đời này là không có cách nào tiến vào thần tứ đảo, lôi ra một tên trưởng lão cũng lập tức mang theo sắc mặt như cho tàn lôi kỳ viêm hướng đăng thiên phong phía dưới bay đi. Lôi bán tiên không biết lôi kỳ viêm cùng giang giật có cái gì thù, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối là bởi vì lôi kỳ viêm làm ra, vừa rồi lôi đình uy cũng truyền âm nói linh đang tỉ cùng lôi kỳ viêm sự tình, tại lôi bán tiên trong lòng, dạng như vậy đệ chỉ làm cho lôi ra gây tai họa, muốn tới làm gì dùng. Giang giật rất hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua lôi đình uy Nam Cung Vân Nghĩa cùng Lục Ly, lần nữa mở miệng nói, đệ tam, lôi đình uy, Nam Cung Vân Nghĩa, Lục Ly. Ba người tên vừa nói ra, lôi đình uy ba người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vô số sắc mặt người cũng thay đổi, từ đồ ngạo cũng trước tiên truyền âm tới, Giang giật, thấy tốt thì lấy, đừng có lại chơi. Giang giật u u cười nói, cá nhân ta cảm thấy bọn hắn không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm gia chủ, đương nhiên đây là chuyện nhà của các ngươi, cụ thể các vị tiền bối chính mình định đoạt đi. Lôi bán tiền bọn người thở dài một hơi, như Giang giật muốn đem ba người này cũng đuổi ra ngoài, bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ, hắn vuốt cằm nói, việc này chúng ta hội thận trọng cân nhắc, Giang giật, nhưng còn có yêu cầu. Có, Giang giật rất trả lời khẳng định đạo, bốn phía vô số người nhất thời lật lên bạch nhãn, Giang giật điều kiện này cũng quá là nhiều a à cái gì gọi là đắc thế không thang người, hôm nay bọn hắn cuối cùng kiến thức. Giang giật ánh mắt nhìn về phía tư đồ gia tộc trưởng, rất nghiêm túc nói ra, tư đồ tiền bối, khẩn cầu ngươi thu hồi trước đó quyết định, tư đồ ngạo bá phụ có thể lực lớn ra rõ như ban ngày, bởi vì Giang giật bị từ bỏ vị trí gia chủ, Giang giật nội tâm rất là bất an. Ây tư đồ gia tộc trưởng lão mặt đỏ lên, gật đầu nói, giống như Giang giật ngươi lời nói. Giang giật lần này thấy tốt thì lấy, hướng các vị lão ra hỏa chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Ngao Lư nói, đại nhân, ta rất hài lòng. Ha ha ha, Ngao Lư cười to vài tiếng, trong tay tử kim quang mũi nhọn lóe lên, một cỗ to lớn tử kim chiến xa xuất hiện, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tử kim chiến xa hướng vô tận biển sâu bay đi, kia đi theo mà đến hơn 10 người, người yêu hoàng đi theo mà đi, Ngao Lư tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Bất quá, Ngao Lư rất nhanh cách không truyền đến một câu, người hài lòng liền tốt, về sau ngươi yên tâm tại thần tứ bộ lạc ở đi, có người dám động ngươi, bản tọa giết hắn nhất tộc. Thiên thiên, quay đầu các loại chờ tiểu tử này sự tình xử lý xong, dẫn hắn đi huyền vũ cung chơi đùa. Bá bá bá, vô số ánh mắt lần nữa nhìn về phía giang giật, trong mắt đều là e ngại cùng hâm mộ, có ngao lư câu nói này, giang giật tương đương có được một tấm miễn tử kim bài, về sau thần tứ bộ lạc có thể xông pha, chỉ có hắn khi dễ người, ai cũng không dám khi dễ hắn. mươi 843, hưu chết vào tay ai? Âm, um, bác đế thành vũ bảo tội trong đường truyền đến một tiếng tiếng vang nặng nề vũ nghịch nổi giận vỗ bàn một cái tấm kia ngọc thạch làm đắt đỏ cái bàn trong nháy mắt nổ thành bột mịt bên cạnh các vị thống lĩnh biến sắc sợ hãi quỳ xuống nói nghịch công tử bớt giận chúng ta làm việc bất lợi chúng ta có tội ngớ ngẩn vũ nghịch quay đầu nhìn mấy người một chút lại liếc mắt nhìn bình yên ngồi cơ thính vũ lặng lẽ nhìn qua mấy tên thống lĩnh nói cũng không biết ta vì sao nổi giận các ngươi liền mời tội vũ ra nuôi không các ngươi một đám phế vật "Đều đứng lên đi." Cơ Thính Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, "Công tử không có trách cứ ý của các ngươi, hắn sinh khí là bởi vì lần này giang giật vận khí quá tốt rồi, đi các ngươi đi xuống đi." Mấy tên thống lĩnh vội vàng nhanh chóng lui xuống, để tránh bị Vũ Nghịch trong cơn giận dữ ngược đái, mặc dù cái này nghịch công tử tính khí gần nhất đã khá nhiều, nhưng trước kia mọi người cũng không có thiếu bị hắn ngược đái. "Đúng vậy a." À, mấy người sau khi rời khỏi đây, Vũ Nghịch lúc này mới quay đầu lại, thở ra một hơi thật dài nói, "Tiểu tử này vận khí đơn giản nghịch thiên a." thính vũ người phí hết tâm tư làm ra tình thế chắc chắn phải chết, tối hậu quan đầu lại bị vô tận biển sâu đại đế cho phá. Cái này đại đế còn là bởi vì giang giật mới thoát ra huyền thần cung lần trước tầm bảo, khẳng định cũng là lão già này cho giang giật gian lận đi lần này chúng ta là triệt để thất bại, về sau cũng không còn cách nào giết chết giang giật, mười ba gia tộc không chỉ có không dám đối phó giang giật, khẳng định còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo hộ hắn, sợ hắn ra nửa điểm sự tình, ai? Người tính không bằng trời tính A, không sai, Giang giật tình thế chắc chắn phải chết, toàn bộ hành trình đều là cơ thính vũ bày kế, vũ nghịch cũng toàn bộ hành trình tham dự, trong khoảng thời gian này đến hắn thật sâu bị cơ thính vũ trí tuệ chiết phục, cũng cho rằng lần này Giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng sắp thành lại bại. Linh đang tỉ cùng Giang giật quan hệ, là cơ thính vũ để cho người ta truyền cho lôi kỳ viêm, Giang giật buôn bán lôi thạch sự tình cũng là cơ thính vũ truyền cho lục gia, cùng tiền vạn quán giao dịch đông hoàng đại lục thương nhân, nhưng thật ra là kiếm ra một con cờ, Giang giật làm chuyện gì, cửu đế gia tộc nhất thanh nhị sở. Còn có cái kia lưu hội trưởng nhưng thật ra là vũ gia người, lưu hội trưởng mặt ngoài bị giả ra hãm hại đến cửa nát nhà tan, kỳ thật lưu hội trưởng bị giả ra giết chết tộc nhân đều là giả, mục đích thật sự chỉ là vì thắng được tiền vạn quán tín nhiệm. Có cơ thính vũ hỗ trợ, lưu hội trưởng thoáng cái dựng lên rất nhiều công lao, khai triển rất nhiều minh tuyến ám tuyến, chậm rãi bị tiền vạn quán xem trọng, đề bạt thành hội trưởng. Tiền vạn quán khảo nghiệm lưu hội trưởng mấy lần, có cơ thính vũ hỗ trợ, toàn bộ đều thành công che giấu đi qua, cửu đế gia tộc năng lượng quá lớn, tiền vạn quán tại Đông Hoàng Đại Lục không có chút nào căn cơ, lại thế nào chơi đến qua cơ thính vũ. Tiền vạn quán thủ hạ nhân vật số 2 đều là cơ thính vũ ám kỳ, còn lại sự tình thì càng dễ làm, cơ thính vũ an bài mấy ngàn cái cấp thấp nhất gian tế đi vào quá dễ dàng, phán đoán tiền vạn quán bọn hắn muốn làm gì cũng quá đơn giản, chỉ cần nhìn chằm chằm tiền vạn quán mời chào 10 tên hồn nô là đủ. Mượn đao giết người, cơ thính vũ lần này vận dụng thủ đoạn rất đơn giản, tiền vạn quán tại tư đồ ra làm càng tốt, ba nhà càng lo lắng, tiền vạn quán cùng giang giật càng nguy hiểm. Ba nhà giống như không muốn để cho tư đồ ra tiếp tục cường đại xuống dưới, kia chỉ có nghĩ biện pháp giết chết hai người, mà giang giật buôn bán lôi thạch, còn có thông đồng với địch sự tình tựu cho ba nhà rất tốt lấy cớ. Ba nhà cũng mặc kệ việc này là thật là giả, tại ngày đại hôn tiền vạn quán phái người tiến vào Nam Cung ra về sau, ba nhà lập tức quyết định xuất thủ. Xuất thủ kết cục để Vũ Nghịch cùng cơ thính Vũ rất hài lòng, Giang giật tốc độ phát triển để cho hai người cũng rất khiếp sợ, đáng tiếc cuối cùng ra một cái ngao lư, đem hai người kế hoạch hoàn mỹ cho phá vỡ. Sở dĩ vũ nghịch tại thu được kỹ càng chiến báo sau mới có thể như thế nổi giật, khổ tâm mưu đồ bố trí lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công, hắn vũ nghịch cũng đem danh dương cửu đế gia tộc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Công tử kỳ thật không nên tức giận, cơ thính vũ trên mặt một mực mang theo mỉm cười thản nhiên, coi như xem hết chiến báo sau cũng là một mặt bình tĩnh, tựa hồ nàng vĩnh viễn sẽ không sinh khí. Nàng đứng dậy cho vũ nghịch rót một ly trà, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, lần này mặc dù thất bại, nhưng gia tộc khẳng định đối ngươi lau mắt mà nhìn. Dù sao lần này náo ra lớn như vậy động tính, bốn nhà bán thần cường giả đều ép ra ngoài, vô tận biển sâu còn tới nhiều như vậy yêu hoàng. Ba nhà cùng tư đồ ra triệt để có vết sách, ba nhà cũng đã chết hơn một ngàn thiên quân cường giả, thiên quân đỉnh phong ít nhất chết gần trăm A còn có vô tận biển sâu đại đế là bá đạo như vậy, khẳng định cũng làm cho thần tứ bộ lạc lòng người sinh bất mãn, liên minh xuất hiện vết rách. Này làm sao nói đều là mấy cái đại công lao, công tử ngươi chờ xem, gia tộc trưởng lão đường rất nhanh hội truyền cho ngươi đi qua, chế chút ngươi phải chú ý xử trí từ ngươi cũng không phải là muốn đối phó giang giật, mà là muốn cho tội đảo nội chiến, bên trong hao tổn, mặc dù lần này không có xuất hiện nội chiến, nhưng dùng như thế trả giá thật nhỏ náo ra như thế đại động tính, công tử chắc chắn để trưởng lão đường đám kia lão ra hỏa nhìn với con mắt khác. À, Vũ nghịch ngược lại là không muốn sâu như vậy, giờ phút này bị cơ thính vũ nhắc nhở, hắn đôi mắt thoáng cái sáng lên, nghĩ kỹ lại tựa như là chuyện như vậy. Lần này hắn căn bản không có tiêu hao gia tộc quá nhiều tài nguyên, ngược lại lần nữa bố trí rất nhiều quân cờ, càng là huyên náo mồi ba gia tộc kém chút nội loạn, từ đồ ra cùng ba nhà vết sách trăm phần trăm hội sinh ra, vô tận sâu hải hòa thần tứ bộ lạc liên minh cũng xuất hiện vết sách, đây đều là công lao của hắn A. Không đúng, Vũ Nghịch đột nhiên nhìn về phía Cơ Thính Vũ nói: "Đây không phải công lao của ta, ta cũng không có làm cái gì, đây đều là ngươi mưu đồ." "Thính Vũ, nếu là gia tộc gọi đến ta, ngươi theo ta cùng đi chứ?" "Không." Cơ Thính Vũ cười khẽ lắc đầu nói: "Không có công tử duy trì, Thính Vũ cái gì đều không làm được, những công lao này nhất định phải tính toán tại công tử trên thân, tính toán tại Thính Vũ trên thân cuối cùng có thể như thế nào cùng lắm thì liền là trở thành gia tộc một tên trưởng lão a mà công tử không cùng, công tử có thể không ngừng lập công." trở thành thiếu tộc trưởng, trở thành bắc hoàng, trở thành bắc đế. công tử nhớ kỹ, người có thể được đến quyền lực càng nhiều, thính vũ cũng có thể giúp người mưu đồ càng nhiều. thính vũ mục tiêu cuối cùng nhất liền là phụ tá công tử trở thành một đời mới huyền đế, nhất thống thiên tinh giới. tốt, vũ nghịch nghe được dân chào không thôi, ánh mắt cực nóng nhìn qua cơ thính vũ nói, ta có thính vũ, lo gì đại sự không thành thính vũ, chờ ta trở thành thiếu tộc trưởng ngày, chính là ta cưới ngươi là chính thê thời điểm. cơ thính vũ cười, như trăm hoa đua nở khẽ vuốt cầm nói, thính vũ mong mỏi cùng trông mong. Lộc cộc, vũ nghịch bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, oán hận nói ra, giang giật lần này coi như số ngươi gặp may, hy vọng ngươi đời này biệt xuất thần tứ bộ lạc, nếu không ta định giết ngươi. Xa xa xa, bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, tiếp lấy một giọng nói nam vang lên, công tử, trưởng lão đường truyền cho ngươi đi qua một chuyến. Đến rồi, vũ nghịch cùng cơ thính vũ liếc nhau. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý, sửa sang lại y phục nhanh chân đi ra đi. Cơ thính vũ đứng dậy đưa tiến, chờ vũ nghịch sau khi rời khỏi đây nàng lại thản nhiên ngồi trở về, lật xem mấy phần tư liệu về sau, lạnh giọng lẩm bẩm nói, đời này tử không ra thần tứ bộ lạc ha ha, không được bao lâu giang giật ngươi khẳng định hội vụng trộm lặn đến đông hoàng đại lục A tô như tuyết thế nhưng là ngươi thích nhất nữ nhân A. Giang giật, chúng ta giao phong vừa mới bắt đầu, hưu chết vào tay ai, tự xem ai thủ đoạn càng cao minh. chương 844, Giang giật xác định có thể làm được. Lần nữa trở lại Giang bảo, Giang giật bọn người có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tối nay mọi người lúc đầu coi là bất luận sự tình thành bại, mọi người rốt cuộc không thể trở lại Giang bảo, hoặc là toàn bộ chiến tử, hoặc là độn thiên thoát đi, lại không nghĩ rằng dạo qua một vòng, mọi người lại trở về, hơn nữa còn là quang minh chính đại, tại tư đồ ngạo tự mình cùng đi phía dưới trở về. Hiền chất, về sau an tâm ở lại, có bất kỳ sự tình cùng bá phụ nói, có thể tuyệt đối đừng đang chơi đùa. Tư đồ ngạo lưu lại một câu liên tục cười khổ lời nói rời đi, hắn có quá nhiều chuyện phải xử lý, thiên thiên công chúa thế nhưng là đi theo tư đồ nhất niệm đi tư đồ tiểu trúc, mặt khác tối nay phát sinh nhiều như vậy sự tình, hắn phải cùng phụ thân hắn cùng gia tộc trưởng lão thương nghị một phen, nhìn xem làm sao lắng lại sự tình lần này ảnh hưởng, làm sao thu hoạch càng lớn lợi ích. Giang giật, ta xem như đối ngươi hoàn toàn phục, tư đồ nhất tiếu lưu lại, tư đồ nhất niệm thì đi an trí thiên thiên đi, giang giật không để ý đến tư đồ nhất tiếu, mà là đối linh đang tỷ cùng nàng mẫu thân nói ra, linh đang tỷ, bá mẫu, về sau các người ngay tại giang bảo ở đi, cái kia nam cung ra. Không cần cũng được, linh đang tỷ không có đang khóc, ngược lại trên mặt lộ ra say lòng người nụ cười, dùng sức gật đầu nói, khinh linh về sau không họ nam cung, nếu không đệ đệ ta tùy ngươi họ a à ta về sau tự gọi giang khinh linh. Cũng được, giang giật nhẹ gật đầu, nhìn qua vẫn như cũ rất là sợ hãi linh đang tỷ mẫu thân, chân thành nói ra, bá mẫu, khinh linh là tỷ tỷ ta, ngươi liền đem nơi này xem như nhà mình, về sau ai cũng không thể lại tổn thương các ngươi. Tư đồ nhất tiếu nói tiếp, không sai, bá mẫu, có bất kỳ cần cùng ta nói, ở chỗ này tuyệt đối an toàn, nơi này là thần tứ bộ lạc an toàn nhất địa phương. Phượng Nhi, Thanh Ngư, Vân Phỉ, các ngươi mang linh đang tỉ cùng bá mẫu đi gian phòng nghỉ ngơi trước. Giang giật nhìn thoáng qua Phượng Loan, nàng cùng Thanh Ngư chiến vô song Vân Phỉ vội vàng mang theo linh đang tỉ mẫu nữ đi xuống. Giang giật lúc này mới nhìn qua tư đồ nhất tiếu nói, cười một tiếng, về sau các người còn tin tưởng vạn quán không đằng long thương hội làm không làm. Cá nhân ta là tuyệt đối tin tưởng, vạn quán là muội phu ta, ta không tin tưởng hắn, ta tin ai. Tư đồ nhất tiếu nhìn qua sắc mặt ảm đạm cúi đầu trầm tư tiền vạn quán, tiếp tục nói ra, vạn quán, nhân sinh thất bại một lần không có gì, trọng yếu là có thể một lần nữa đứng lên. Bất quá thương hội làm sao vận hành, cái này còn phải xem phụ thân cùng trưởng lão đường ý tứ. Tiền vạn quán tâm tình hoàn toàn chính xác có chút xa sút nếu không phải hắn không có an bài tốt, ba nhà cũng sẽ không có lấy cớ đối phó bọn hắn, hắn vẫn là quá bất cẩn, lại không nghĩ tới lưu hội trưởng là gian tế. Vạn quán, Giang giật đi tới vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai nói, lần này coi như không có chuyện này, ba nhà cũng tuyệt đối sẽ lợi dụng cái khác lấy cớ đối phó chúng ta. Lần thất bại này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi hẳn là hấp thủ giáo huấn, đền bù không đủ, chế chúc chúng ta cùng bá phụ thương nghị một trận, nhìn xem việc này làm sao thao tác. Đông Hoàng Đại Lục người toàn bộ không thể dùng. Tiền vạn quán con người lấp lóe, ngẩng đầu trầm giọng nói ra, Đông Hoàng Đại Lục mỗi một đường nét cũng không an toàn, ta còn là đánh giá thấp đối thủ, lần này phát triển được thuận lợi như vậy, là có người âm thầm cố ý trợ giúp chúng ta, sở dĩ mỗi một đường nét cũng không an toàn. Giống như muốn khai thác thương lộ, vậy chúng ta nhất định phải khống chế một cái tiểu đại lục, lợi dụng cái này tiểu đại lục làm ván cầu, lần này nếu muốn vận hành, nhất định phải chuẩn bị 10 năm thời gian 20 năm chậm rãi thẩm thấu, lần trước quá nóng lòng cầu thành cho nên mới dễ dàng bị người hạ bộ còn có mới đàng long thương hội không thể bài trừ lôi ra nam cung gia lục gia có tiền mọi người cùng nhau kiếm thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ đánh tan giang giật cùng tư đồ nhất tiếu liếc nhau hai người đều cười tiền vạn quán cũng không có bởi vì lần này thất bại mà mất đi lòng tin ngược lại càng lão luyện hơn thậm chí nói ra để lôi ra lục gia nam cung gia dính vào lòng giả dạ cùng mạch suy nghĩ càng mở rộng tư đồ nhất tiếu đứng lên nói tốt giang giật người trước chữa thương đi, có việc trời sáng tại nói, đúng rồi. Hoàng Phủ Huynh bị Hoàng Phủ gia lão tộc trưởng giam lỏng tại Hoàng Phủ gia hậu viện, chỉ sợ trong khoảng thời gian này là không có cách nào ra. Ừm, hắn trở về cũng tốt, hy vọng hắn gia tộc trưởng có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý đi. Giang giật nhẹ gật đầu, hắn trước kia đối Giang Biệt Ly cũng có rất sâu oán hận, nhưng mới hiểu được phụ tử ở giữa không có vĩnh viễn thù, huyết nhục tương liên, không có cái nào phụ thân thật muốn hại con của mình. Tiểu nô, Người có bị thương hay không, các loại trật tư đồ nhất tiếu rời đi, Giang Giật mới quan tâm hướng Giang Tiểu Nô nhìn lại. Cái sau lắc đầu, ngược lại quan tâm nhìn xem Giang Giật nói, thiếu ra, ta chỉ là thụ một điểm tổn thương, chúng ta mặc phố tộc chữa thương năng lực rất mạnh, không cần chữa thương chính mình có thể khôi phục. Thiếu ra đừng quản ta, người đi trước chữa thương đi. Tốt, Giang Giật rất là vui mừng nhẹ gật đầu, Giang Tiểu Nô bế quan hơn một năm thời gian, mặc phố thần công tầng thứ hai đạt đến đỉnh phong thực lực cũng đột phá đến thiên quân đỉnh phong. Mặc dù cùng cảm ngộ ngũ tinh đạo văn trở lên thiên quân đỉnh phong không có cách nào so, nhưng thiên quân đỉnh phong khẳng định không phải là đối thủ của nàng, tốc độ của nàng quá nhanh, móng vuốt cũng quá sắc bén. Đúng rồi, hắn đi vài bước đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cùng Giang Tiểu Nô hỏi, Tiểu Nô, người mặc vũ thần công nhưng có đệ tam trọng công pháp. Không có, Giang Tiểu Nô trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lắc đầu nói, lần này ta cũng không biết vì sao, cũng không có thức tỉnh đệ tam trọng công pháp, có lẽ chúng ta mặc vũ tộc tu luyện tới cực hạn, cũng liền thiên quân đỉnh phong thực lực đi. Giang giật dừng một chút, an ủi Giang Tiểu Nô nói, có lẽ phía sau ngươi công pháp, muốn về đến tộc đàn mới có thể có đến, quay đầu ta hỏi một chút phải chăng có người biết mặc vũ tộc đi. Không, không muốn, Giang Tiểu Nô lắc đầu nói, ta không muốn hồi tộc quần, vạn nhất ta trở về, trong tộc không cho phép ta đi theo thiếu ra đâu ta mới sẽ không hồi tộc quần. Rồi nói sau, Giang giật khe khẽ thở dài, hắn mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ đời này hắn cũng không tìm tới mặc vũ tộc, trừ phi hắn có thể tìm được y phiêu phiêu. Giang tiểu nô như thế cường đại, niên kỷ so với hắn còn nhỏ, nàng mặc vũ thần công mới phát xác tỉnh bao nhiêu năm nhiều nhất bất quá 6 năm a à thời gian 6 năm theo một cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử biến thành thiên quân đỉnh phong, các nàng nhất tộc cường đại không cần hoài nghi, nhưng hắn chưa từng có nghe nói qua cái chủng tộc này, lần trước cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nói chuyện phiếm, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Hắn phòng nghỉ ở giữa đi đến, lần này hắn thụ thương rất nặng, nội tạng bị phản vệ đến đã nứt ra, linh hồn cũng bị chấn động, muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ ít nhất phải một tháng, mà lại hắn còn muốn tìm tòi thoáng cái lôi đình chi nộ, cùng mới cảm mộ thần âm thiên kỹ, trời sáng còn muốn đi cho dương đông nghiêu đăng kim giao bọn hắn đưa tang, thời gian gấp gáp lắm. Xa xa xa, ngay tại giang giật đi trở về gian phòng lúc, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, giang giật cau mày đi ra, nhìn thấy dưới ánh trăng hai cái mỹ lệ nữ tử tại mấy tên thị nữ cùng đi chậm chậm đi tới, chính là thiên thiên tiểu thư cùng tư đồ nhất nghiệp. Giang giật vừa mới bị ngao lư cứu, đối với cùng ngao lư quan hệ không ít thiên thiên tiểu thư giác quan cũng tốt đẹp, vội vàng đi ra ngoài đón. Thiên thiên tiểu thư lại tại cửa ra vào dừng lại không có vào đây, hướng giang giật khẽ mỉm cười nói, giang công tử, lão tổ tông lúc rời đi với cố ý chuyển cho ta một câu, vừa rồi nhiều người, thiên thiên chưa hề nói. À, giang giật hiếu kỳ hỏi ngao tiền bối nói cái gì thiên thiên ánh mắt nhìn về phía phía đông nói lão tổ tông để ngươi trong một tháng đi một chuyến huyền vũ cung hắn có một kiện chuyện quan trọng cho ngươi đi đủ chuyện quan trọng giang giật lông mày nhíu lại hắn nhớ tới đăng thiên phong bên trên ngao lư đối tốt với hắn đến quá phận mới bừng tỉnh đại ngộ tình cảm là ngao lư yêu cầu hắn làm việc a à. chỉ là ngao lư thực lực kinh thiên có chuyện gì là hắn đủ không được hắn đều không làm được giang giật xác định có thể làm được chương 845, tang lễ. Đêm dần khuya, thành nội cũng dần dần bình tĩnh lại, bất quá tối nay rất nhiều người chú định ngồi không yên, cũng không ngủ được, thành nội mặt ngoài bình tĩnh, phụng trộm lại sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đăng thiên phong một trận chiến, bị các gia tộc trinh sát công tử tiểu thư rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần tứ thành, tiếp lấy truyền khắp toàn bộ thần tứ bộ lạc, còn bị rất nhiều ẩn tàng gian tế thông qua truyền tống bí trận, trước tiên truyền đi đông hoàng đại lục 9 đại gia tộc, Giang giật xanh tự lần nữa danh dương thiên hạ, thần tứ bộ lạc cũng nhiều một cái tuyệt đối không thể trêu người, tứ đại gia tộc bán thần cường giả cũng không dám chọc, ai đi chọc hắn cái kia chính là tự tìm đường chết. Đồng thời giang giật kinh thiên chiến lược cũng bị người nói chuyện say xưa, một cái 22 tuổi thanh niên, tối nay nhất chiến thành danh. Tam đại gia tộc, hơn một vạn thiên quân còn bao gồm tam đại gia tộc gia chủ cùng rất nhiều thiên quân cường giả tối đỉnh, không chỉ có giết không được giang giật, nếu không phải lôi cô xuất thủ, sợ là đăng thiên phong bên trên ba nhà sở hữu cường giả đều muốn bị giang giật giết chết. Đương nhiên, ngoại nhân không biết giang giật đằng sau thân thể cùng linh hồn bị phản phệ, căn bản không thể lại phóng thích lôi đình chi nộ cùng thần âm thiên kỹ. Giang giật hai loại cường đại thần thông cũng làm cho rất nhiều người thổn thức không thôi, một chút cường giả càng là đến vẫn không rõ. Giang giật lôi đình chi nộ đến cùng là đạo văn công kích vẫn là đặc thù thần thông sao có thể dẫn động cửu thiên thần lôi hắn thần âm thiên kỹ làm sao có thể như vậy hung tàn, liền thiên quân đỉnh phong đều chịu không được, cái này thần âm thiên kỹ bên trong thế mà còn trộn lẫn lấy một loại cường đại sát khí. Các đại gia tộc tộc trưởng trước tiên ra lệnh, bất kỳ người nào không phải trêu chọc giang giật, giang giật xuất hiện trường hợp tận lực tránh đi, nếu không chết cũng là chết vô ích. Lôi đình uy nam cung vân nghĩa lục ly ba người buồn bực nhất, mặc dù ba gia tộc trưởng không có bãi miễn nhà bọn hắn chủ chi vị ý tứ, nhưng ba người tại bộ lạc là không có cách nào ngừng đầu. Về sau giang giật xuất hiện trường hợp, Ba người cũng không thể đi, nếu không giang giật nếu là không có việc gì muốn dạy bọn hắn làm người, ba người cũng phải thành thành thật thật nghe. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, tư đồ gia tựu công việc lưu bù lên, kim giao dương đông nghiêu đăng nhai tí thú các loại thi hài hôm qua tư đồ ngạo làm người ta thu hồi, hôm nay chuẩn bị xuống táng. Hạ táng địa điểm tại tư đồ gia thành đông trong nghĩa trang, cái này nghĩa trang táng đều là tư đồ gia tộc nhân, dương đông nghiêu đăng kim giao nhai tí thú năng nhập táng, tư đồ ngạo xem như cho giang giật thiên đại mặt mũi. Giang giật chữa thương một đêm, thương thế hơi khá hơn một chút, nhưng nội tạng cùng linh hồn vẫn mơ hồ làm đau. Lần này phản vệ thụ thương so với lần trước bị hắc phong quân đoàn thủ lĩnh dùng vượt qua thiên ấn thẻ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhất là linh hồn, thứ này không phải một hai ngày có thể khôi phục, cần thời gian dài an dưỡng. Hắn đổi một thân hắc bào đi ra ngoài, bên ngoài tiền vạn quán từ đồ nhất niệm chiến vô song phượng loan bọn người đã sớm đi lên, toàn bộ một bộ đồ đen váy đen, nam cung khinh linh cũng ở bên trong, dương đông đi theo nàng ba năm, tình cảm rất sâu nàng tự nhiên muốn đi đưa dương đông đoạn đường giang giật đều chuẩn bị xong phía trước viện vừa đi ra viện tử tư đồ nhất tiếu mang người tới trước giang giật nhẹ gật đầu trầm mặc hướng phía trước viện đi đến tư đồ nhất tiếu đi vài bước đùa có thấp giọng nói ra vừa rồi thành nội lớn nhỏ gia tộc đều phái người đến tưởng nghiệp, tự liền lôi ra nam cung gia lục gia đều phái một tên trưởng lão nói đến thật buồn cười đêm qua ba nhà còn hận không phải muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết hôm nay vẫn còn giả mù xa mưa tưởng niệm Ừ, Giang giật sắc mặt phát lạnh, bước nhanh hơn, mọi người cũng rất nhanh đã tới tiền viện. Quảng trường trống trải bên trên bảy biện bốn gỗ rõ ràng ngọc quan tài, quan tài phía trước có rất nhiều người, toàn bộ đều trầm mặc đứng thẳng, yên lặng ai điếu, tựa như trong quan tài người là bọn hắn cha ruột nương. Nhai tí thú cùng kim dao đều là thiêu đốt thân thể, giờ phút này trong quan tài cũng chỉ là trang một chút hài cốt mà thôi, nếu không nhai tí thú cùng kim dao bản thể lớn như vậy, cái này quan tài thủy tinh khẳng định cũng chứa không nổi giang giật ánh mắt quét qua cũng rất mau nhìn đến ba có chút quen mặt người hắn mơ hồ nhớ rõ là lôi ra nam cung ra lục gia trưởng lão mọi người khóe miệng lập tức lộ ra một vòng đùa cợt trên quảng trường người cũng bị bên này tiếng bước chân kinh động đến ánh mắt bá 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 hướng bên này xem ra đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một ít nịnh nọt chi sắc giang giật chìm chạy bộ đến tiếp nhận tư đồ ra người đưa tới hương mang theo mọi người khom người cúc ba cung mặt của hắn lúc này mới có chút hướng về sau mặt bên cạnh chuyển lạnh giọng nói ra lôi ra nam cung gia người của lục gia dập đầu ba cái chính mình lăn ra ngoài ây đằng sau mấy chục người một mảnh xôn xao lôi ra nam cung gia lục gia trưởng lão biến sắc kỳ thật hôm nay bọn hắn cũng không muốn đến là lôi đình uy bọn hắn hạ lệch dụng ý rất rõ ràng truyền đạt ba nhà thiện ý cũng hy vọng giang giật về sau không muốn tìm ba nhà phiền phức ba người ngờ tới hôm nay tới khẳng định sẽ phải gánh chịu nhục nhã không nghĩ tới giang giật như thế rất muốn ba người quỳ dập đầu Ba người đều là các gia tộc nổi danh trưởng lão, không bao giờ tự nhiên có chút trần chờ, bất quá tại giang giật trong tay sáng lên, hỏa long kiếm sau khi xuất hiện, ba người lập tức quỳ, thành thành thật thật dập đầu lại ba cái, trầm mặt đi ra ngoài. Giang giật từ đầu đến cuối không còn có xem ba người một chút, thẳng đến ba người rời đi về sau, hắn mới hướng bên cạnh một tên tư đồ gia trưởng lão nhìn thoáng qua, cái sau gật đầu nói tang lễ bắt đầu. Đông đông đông, mấy tên tế tự khua chiêng gõ trống đi tới, Bắt đầu lại nhảy cử hành các loại tang lễ nghi thức, một tên tế tử còn cầm tế văn muốn niệm tế tử, giang giật nghe được hơi không kiên nhẫn, khoát tay trận lại nói, được rồi, những này dườm già nghi thức không cần làm, người đều chết rồi, những này không có ý nghĩa gì, trực tiếp đi tới táng đi. Ây, rất nhiều người trợn trắng mắt, đây là thần tứ bộ lạc phong tục, liền những này đều muốn bớt đi, cái này tang lễ còn có tất yếu cử hành sao nhưng giang giật đã nhấn mạnh, từ đồ ra trưởng lão chỉ có thể coi như thôi, khoát tay trận lại nói, được đi nghĩa trang đi. Hơn 10 người tư đồ ra hạ nhân nâng lên quan tài thủy tinh đi ra phía ngoài, tư đồ ngạo rất cho mặt mũi, ven đường để hộ vệ mở đường, cũng phái rất nhiều người đưa tang. Ra tư đồ ra về sau, còn có rất nhiều gia tộc hạ nhân gia nhập đưa tang đại quân, hai bên đường phố càng có vô số người quan sát, sắc mặt một mảnh trang nghiêm, tựa như là nhà mình thân nhân chết. Giang giật trầm mặc đi theo đưa tang đại quân, nhìn thấy bên đường rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía hắn, nội tâm của hắn cười nhạo không thôi như đêm qua ngao lư không đến hắn giang giật hôm nay khẳng định chết không có chỗ chôn thần tứ thành bên trong cũng là một mảnh chửi rủa a à có lẽ hắn giang giật thân thể cũng sẽ bị treo trên tường thành mặc người phỉ nhổ thế giới này liền là tàn khốc như vậy không có thực lực vĩnh viễn không được tôn trọng kẻ thất bại cũng sẽ bị vô số người phỉ nhổ trà đạp dương đông bọn hắn tại vô số trong lòng người liền cái rắm cũng không tính a à khi còn sống đều không ai mắt nhìn thẳng bọn hắn chết nhưng lại nhiều như vậy gia tộc trưởng lão đến đưa tang đây là cỡ nào châm chọc tang lễ tại giang giật kiên chỉ hạ qua loa kết thúc, cũng không phải là giang giật không tôn trọng người chết. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, khi còn sống không đúng bọn hắn tốt một chút, chết lại phong quang cũng không có ý nghĩa gì, bọn hắn cũng nhìn không thấy nghe không đến, không nếu như để cho bọn hắn an tĩnh rời đi. tang lễ kết thúc về sau, giang giật cùng tư đồ ngạo tiền vạn quán hàn huyên một lần, tư đồ ngạo biểu thị sẽ gây dựng lại đằng long thương hội, hội trưởng mới vẫn như cũ là tiền vạn quán, bất qua tiền kỳ không định để còn lại gia tộc gia nhập, mà là tư đồ ra len lén vận hành, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Giang giật biết rõ tư đồ ra cùng ba nhà khe hở đã sinh ra, là không thể nào hợp tác, hắn cũng không phát biểu ý kiến. Chỉ cần tư đồ ngạo có thể tiếp tục trọng dụng tiền vạn quán là được, hắn trở lại Giang bảo sau tựu bế quan, ngao lưu muốn hắn trong một tháng tiến đến vô tận biển sâu, hắn nhất định phải trong nửa tháng lên đường, lên đường trước hắn phải thật tốt chữa thương, đem thân thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Ngao lưu đến cùng cần ta đi làm cái gì? mang theo thật sâu nghi vấn, Giang giật nhắm mắt ngồi xếp bằng nhập định, bắt đầu vận công chữa thương. chương 846, Thiên Hồ Đại Lục, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, Giang giật đúng giờ xuất quan, cùng tiền vạn quán nói chuyện với nhau một phen về sau, hắn quyết định lên đường. Thần tứ thành bên trong một mảnh yên tĩnh, mới thương hội cũng bắt đầu chủ hoạch kiến lập, ra đăng thiên phong chuyện này, mấy nhà ai cũng không dám đăng tìm Giang giật tiền vạn quán đám người phiền phức. Giang bảo bên trong là thần tứ bộ lạc bên trong an toàn nhất địa phương, Giang giật cũng yên tâm để mọi người ở lại. Lần này hắn vốn chuẩn bị một người không mang theo, dù sao lần này không phải đi đùa, nhưng Giang tiểu nô quả thực là muốn đi theo, Giang giật cân nhắc đến nàng không có mặc vũ thần công đệ tam trọng, không cách nào tu luyện cũng liền đáp ứng nàng. Giang tiểu nô tính cách có chút quái gở, ngoại trừ cùng tô như tuyết còn tốt một chút, cùng Phượng Loan Vân phỉ bọn người luôn có ta không hợp nhau, nàng cũng không có bất kỳ cái gì yêu thích chỉ có đi theo giang giật lúc lại vui vẻ rất nhiều, coi như nói cái gì không nói, đi theo giang giật bên người nàng cũng rất thỏa mãn. Lần này đi vô tận dưới biển sâu mưu trí đồ xa xôi, nếu không có nhanh chóng phương tiện giao thông, dựa vào cưới thiên cơ thuyền ít nhất phải mấy tháng, bất quá những này đều không cần giang giật cân nhắc, bởi vì thiên thiên nói rõ có thể để hắc thần mang theo. Giang giật vốn cho là hắc thần chỉ là mang theo hắn phi hành, không nghĩ tới đi tư đồ tiểu trúc cùng thiên thiên nói có thể lên đường về sau, hắc thần bay lên giữa không trung, trên thân hắc quang vừa hiện, biến ảo ra bản thể, một đầu to lớn hắc long, sau đó lạnh giọng nói ra, tất cả lên đi. Hưu, thiên thiên cùng tư đồ nhất niệm nhẹ gật đầu, thân thể chậm chậm bay lên không bay lên hắc long trên đầu, giang giật cùng giang tiểu nô lại hai mặt nhìn nhau, cái này hắc thần thế nhưng lại yêu hoàng, mặc dù không biết thực lực cụ thể, nhưng rất có thể đạt đến nửa thần cảnh, hắn cùng giang tiểu nô sao có thể dẫm lên tại trên đầu của hắn. Thiên thiên nhìn thấy giang giật có chút trần chờ bất định, khẽ cười một tiếng nói ra, giang giật, không có việc gì a à, người đem lão tổ tông theo huyền thần cung bên trong cứu ra, đây đối với vô tận sâu hải yêu tộc tới nói kia là lớn nhất ân tình, hắc bá sẽ không ngại. Hắc thần to lớn đôi mắt nhìn giang giật một chút, há mồm lạnh lùng nói, nhanh lên, đại đế vẫn chờ đâu. Tốt, giang giật cũng không làm kiêu, nhẹ tay nhẹ mang theo giang tiểu nô đằng không mà lên lên hắc thần to lớn đầu lâu bên trên. Hắc thần hướng phía dưới để đưa tiến tư đồ ngạo cùng tư đồ ra trưởng lão nhìn lướt qua, xem như cáo biệt, thân thể cao lớn vặn vẹo, hóa thành một đạo tàn ảnh bay vụt lên thành trì trên không a à đây không phải là hắc thần sao hắc thần phải đi về thiên thiên công chúa lại muốn đi a à? không đúng đại gia mau nhìn thiên thiên công chúa bên cạnh còn đứng lấy hai người giang giật là giang giật còn có hắn cô em gái kia a à, giang giật vậy mà có thể đứng tại hắc thần trên đầu đây chính là yêu hoàng a bọn hắn đây là muốn đi vô tận biển sâu sao. hắc thần bay lên giữa không trung lập tức hấp dẫn thành nội vô số võ giả ánh mắt thành nội cũng trong nháy mắt náo nhiệt lên, giang giật thế nhưng là thành nội đại hồng nhân, nhất cử nhất động của hắn đều có thụ người chú ý. Hưu, hắc thần hoàn toàn không để ý tới thành nội lời đàm tiếu, hơn 10 trượng như một tòa núi nhỏ thân thể, mang theo bàng bạc khí tức hướng trên không trung bay đi, rất nhanh xông ra thần tứ thành vòng bảo hộ, hướng vô tận biển sâu phương hướng bay đi. Tốc độ thật nhanh, giang giật cùng giang tiểu nô nhìn thấy thần tứ thành thoáng cái trở nên to bằng nắm đấm, vô số người càng là cùng từng cái kiến tộc nhỏ, Thần tứ thành còn tại từ từ đi xa, chỉ là mấy cái trong chớp mắt thần tứ thành tựu hoàn toàn không thấy được. Hai người âm thầm kinh hãi, cũng xác định Hắc thần thực lực tuyệt đối đạt đến nửa thần cảnh, bởi vì hắn tốc độ so thiên quân đỉnh phong phải nhanh hơn mấy lần. Đứng tại Hắc thần trên thân, cũng hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm cường đại yêu thú uy áp, càng không có nửa điểm cuồng phong, Hắc thần trên thân còn chưa có sáng lên có vòng bảo hộ gì gì đó, rất là thần kỳ. Giang giật bốn mắt nhìn quanh một trận, Hiếu Kỳ cùng Thiên Thiên hỏi, Thiên Thiên công chúa dùng tốc độ như vậy bay đi huyền vũ cung cần bao lâu? Mười ngày, thiên thiên uyển chuyển cười một tiếng, sau đó lại khách khí nói ra, giang giật, người trực tiếp gọi ta thiên thiên đi, người có thể đem lão tổ tông cứu ra, thiên thiên đối người rất là cảm kích đâu, người như còn gọi cái gì công chúa, thiên thiên cũng chỉ có thể bảo ngươi giang giật công tử. Đừng, tự gọi giang giật đi, giang giật cười khổ một tiếng, lại hiếu kỳ hỏi, thiên thiên, người cùng ngao lư đại nhân là nhất tộc sao các ngươi là cái gì tộc đàn, Thiên thiên cười giải thích nói, đúng vậy, chúng ta là huyền vô tộc, bất quá tại hóa hình một khắc này, ta đã cảm thấy ta cùng người không có khác nhau, ta chính là thiên thiên, giang giật, ngươi là có hay không lại bởi vì ta là yêu tộc mà ghét bỏ ta đây. Làm sao lại, giang giật rất chân thành nói ra, kỳ thật ta tại 16 tuổi lúc tự nhận biết một cái tiểu hồ ly, còn cùng cái kia tiểu hồ ly trở thành bằng hữu. nhai tí thú mặc dù là một cái yêu vương không thể hóa hình, nhưng ta cũng một mực coi hắn là làm bằng hữu đối đãi, kim giao cũng là như thế, ta cảm thấy chỉ cần có được linh trí, vậy thì cùng người không có khác nhau, yêu tộc chỉ cần có thể hóa hình, vậy liền hoàn toàn là người, đều là bình đẳng, trong lòng ta thiên thiên ngươi một mực là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Thiên thiên một đôi chớp mắt to, nhìn chằm chằm giang giật con mắt nhìn một lát, cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, giang giật, ngươi rất chân thành, ngươi là người thứ nhất chân tâm đem chúng ta yêu tộc xem như bằng hữu người. Ha ha, giang giật bật cười lớn nói, vạn vật đều có linh, vạn vật cũng có thiện ác, nhân tộc không phải cũng có rất nhiều người xấu sao yêu tộc cũng không hẳn vậy đều là phá hư, thiên thiên liền là một cái rất hiền lành nữ tử, chờ tiểu hồ ly tiến hóa trưởng thành về sau, ta nghĩ các ngươi nhất định có thể trở thành hảo bằng hiếu. Đúng rồi, nâng lên tiểu hồ ly, giang giật đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới yêu hậu, hoàng phủ đào thiên đám người cũng không biết thiên hồ đại lục. Cái này thiên thiên nếu là vô tận biển sâu yêu tộc công chúa có lẽ sẽ biết rõ đâu dù sao yêu hậu cũng là yêu tộc, Hắn Liên Thanh hỏi Thiên Thiên, ngươi cũng đã biết Thiên Hồ Đại Lục cái kia trong đại lục đều là thiên hồ nhất tộc. Thiên Hồ Đại Lục, Thiên Thiên lông mày một đám, nghĩ đến một trận lắc đầu nói, cái này ta muốn trở về điều tra thêm tư liệu. Không cần tra xét, dưới chân Hắc Long đột nhiên nhếch miệng lạnh giọng nói ra, Thiên Hồ Đại Lục ngay tại Vô Tận Biển Sâu phía bắc, là một cái tiểu đại lục đi, Thiên Thiên, ngươi có thể không biết, ta ngược lại thật ra đi qua một lần. Ừ, Giang giật cùng Giang tiểu nô đôi mắt thoáng cái sáng lên yêu hậu đối hai người thế nhưng là có đại ân, yêu hậu nói là trở về báo thù, giang giật vẫn muốn nghe ngóng yêu hậu sự tình, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ cái gì. Trước kia thực lực thấp có lẽ coi như tìm hiểu cũng giúp không được cái gì, giờ phút này giang giật cùng giang tiểu nô thực lực tổng hợp đều đạt đến thiên quân đỉnh phong, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đi giúp yêu hậu, tiểu phỉ cũng không thể không có mẫu thân. Giang giật vội vàng trầm giọng hỏi, hắc thần đại nhân, nơi này đi thiên hồ đại lục xa sao chúng ta có thể hay không đi một chuyến thiên hồ đại lục, lại đi huyền vũ cung. Hừ, hắc thần phát ra một tiếng có chút bất mãn tiếng hừ, không có trả lời, thiên thiên lông mày cũng nhíu lên, ngao lư đã để giang giật trong một tháng tiến đến, vậy khẳng định có chuyện quan trọng, cái này đi thiên hồ đại lục coi như dùng hắc thần tốc độ vừa đi vừa về khẳng định phải hơn nửa tháng, khẳng định hội chậm trễ sự tình. Nhìn thấy giang giật một mặt hy vọng, thiên thiên cắn cắn bối môi nói, ta trước đưa tin cho lão tổ tông đi, như lão tổ tông đồng ý chúng ta liền đi một chuyến thiên hồ đại lục. Thiên Thiên lấy ra một cái lệnh bài màu xanh lam, lệnh bài này cùng tiền vạn quán trước kia dùng khác biệt, cũng không có phù văn lấp lánh, chỉ là lam quang có chút lóe lên, chờ chỉ chốc lát sau lam quang lại sáng lên, Thiên Thiên nhìn lướt qua, gật đầu nói, lão tổ tông đưa tin nói, nhanh đi mau trở về. Hắc bá, chuyển hướng, úp, hắc thần có chút bất mãn tiếng trầm đáp, quay đầu hướng phía đông bắc bay đi, tốc độ lần nữa nâng nhanh một phần. Giang giật cùng Giang Tiểu Nô cũng đại hỉ, có hai vị này yêu tộc như nhân tại, Bình định thiên hồ đại lục đều không phải là vấn đề, cũng không biết. Yêu hậu còn sống hay không? chương 847, biển sâu kỳ quan. Thiên hồ đại lục tại vô tận biển sâu phía bắc, biển sâu là yêu thú đại bản doanh, biển sâu phụ cận đại lục cũng tự nhiên bị các loại yêu tộc chiếm cứ. Sâu hải hòa đông hoàng đại lục ở giữa có một cái thần tứ bộ lạc, sở dĩ đông hoàng đại lục võ giả đối với thiên hồ đại lục rất là lạ lắm, thần tứ bộ lạc võ giả cũng sẽ không không có việc gì đi vô tận biển sâu. Đương nhiên như Giang Giật để thư đồ ngạo đi thăm dò gia tộc tư liệu khẳng định cũng có thể tra được, bất quá trước kia Giang Giật thực lực rất yếu, chính mình cũng sớm chịu khó đảm bảo, đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi tìm yêu hậu. Yêu hậu lúc rời đi nói qua, cựu gia của nàng là thiên quân, còn không chỉ một cái, để Giang Giật không đạt tới thiên quân thực lực, không thể đi thiên hồ đại lục tìm nàng. Giờ phút này Giang Giật thực lực đều đạt đến thiên quân đỉnh phong, chớ nói chi là dưới chân còn có một tên yêu hoàng, cùng vô tận sâu hải yêu tộc hoàng tộc công chúa, sở dĩ có như thế cơ hội tốt, hắn khẳng định phải đi thiên hồ đại lục đi một vòng. Tiểu hồ ly tiểu phỉ rất kỳ quái, từ khi tu luyện sau liền rốt cuộc không có tỉnh lại, coi như đăng thiên phong lớn như thế chiến đấu, nó đều một mực trong ngủ mê, giang giật cũng có chút lo lắng nó, nếu có thể tìm tới yêu hậu vậy khẳng định cũng có thể để tiểu phỉ tỉnh lại. Thiên hồ đại lục rất xa, từ nơi này thẳng tắp bay đi, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Lại từ thiên hồ đại lục trở về vô tận dưới biển sâu tâm, lại muốn thời gian 10 ngày hắc thần tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh chỉ là một ngày tự bay ra thần tứ đảo tiếp lấy hao tốn hai ngày thời gian vượt qua thần tứ hải đã tới phía đông hoàng long quần đảo trực tiếp vượt ngang hoàng long quần đảo về sau tiến vào yêu tộc đại bản doanh vô tận biển sâu biển sâu nước biển rất rõ ràng khắp nơi cũng một mảnh yên tĩnh trời trong gió nhẹ giang giật nhìn một cái buổi chiều đến vào buổi tối cũng có chút nhàm chán chuẩn bị bế quan chữa thương nào biết thiên thiên cười khẽ mở miệng nói giang giật người tốt nhất đừng bế quan cái này vô tận biển sâu trong đêm lại có kỳ quan, nói không chừng ngươi có thể có rõ ràng cảm mộ đâu. Ừ, Giang giật kinh ngạc bốn phía quét qua, hoang vu trong đông hải kỳ lạ lôi hải, huyết dạ hung hải đến trong đêm hội như tia chớp lôi minh, chẳng lẽ cái này vô tận biển sâu trong đêm cũng sẽ có chuyện kỳ quái phát sinh. Hắn nhìn thoáng qua thiên thiên, cái sau mỉm cười không nói, Giang giật cùng Giang tiểu nô chỉ có thể mở to hai mắt cẩn thận nhìn xem. Diệu nhật dần dần theo phía tây đường chân trời rơi xuống, thời tiết chậm rãi trở nên lạnh, giang giật cùng giang tiểu nô đều có thể cảm thụ được rất rõ ràng đây không phải một chút xíu trở nên lạnh mà là kịch liệt hạ nhiệt độ chỉ là nửa canh giờ mới vừa rồi còn cảm giác giống như là mùa thu hài lòng đến giải quyết xong cảm giác có chút giống như lạnh thấu xương trời đông giá rét tuyết rơi giang tiểu nô duỗi ra một cái tay đầy mắt kinh ngạc đêm tối lờ mờ dưới ánh sáng bầu trời bay tới tuyết lông ngỗng nơi xa cũng một trận hàn phong càn quấy mà đến đem bông tuyết quét đến bay đầy trời rất thần kỳ là tuyết lông ngống khẽ dựa gần hắc thần phụ cận phương viên trăm trượng liền sẽ tự động biến mất, tuyết nước đều không có rơi xuống một giọt. Thiên thiên đầu hơi động một chút, một đầu tóc lục như chủ đoạn ba động, nàng khẽ cười nói, đây là hắc bá dùng yêu lực tạo thành một cái ẩn hình vòng bảo hộ, nếu như các ngươi ra phía ngoài đi, tuyệt đối còn lạnh hơn mấy lần, cũng sẽ đông thành tượng băng. Rõ ràng nhật hải bên trên ấm áp như xuân, trong đêm bông tuyết phiêu linh. Thế giới này lại có như thế kỳ lạ địa phương giang giật cùng giang tiểu nô mở rộng tầm mắt, sau nửa canh giờ, để cho hai người càng khiếp sợ sự tình phát sinh tuyết càng rơi xuống càng lớn, phía dưới trong hải vực một mảnh thương mang, tiếp lấy nhanh chóng thành băng, từng mảnh từng mảnh trong hải vực xuất hiện khối băng, cuối cùng hoàn toàn hình thành tầng băng, chỉ là thời gian một nén nhang, giang giật cùng giang tiểu nô ánh mắt có thể thấy được địa phương, toàn bộ hải vực đều kết thành thật dày tầng băng. a à, giang giật phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn cảm giác trên biển thiên địa nguyên lực đột ngột trở nên nồng nặc lên, mà lại càng lúc càng nồng nặc, ít nhất là thì ra là gấp 4 năm lần tả hữu. Phanh, phanh phanh phanh, Thiên Thiên nói tới kỳ quan phát sinh, giang giật bọn hắn phía dưới tầng băng từng mảnh từng mảnh nổ tung, đếm không hết hải yêu theo trong tầng băng chui ra ngoài, sau đó ghé vào băng bên trên hài lòng ngủ say. Liếc nhìn lại đều là hải yêu, Hắc Thần hướng phía trước cấp tốc bay đi, trọn vẹn bay mấy trăm vạn lý, giang giật cùng Giang Tiểu Nô cũng một đường nhìn thấy đều là hải yêu, nhưng phía sau rất nhiều hải yêu đều bị bông tuyết bao trùm, biến thành từng tòa băng điêu đây là có chuyện gì? Nhìn gần nửa canh giờ, Giang giật tò mò hỏi, thiên thiên có chút kiêu ngạo nói ra, đây là một cái thần kỳ đại trận, là lão tổ tông tự mình bố trí, bao trùm toàn bộ vô tận biển sâu. Lão tổ tông tại huyền thần cung bên trong mệt nhọc 70 vạn năm, nhàm chán phía dưới tìm hiểu rất nhiều đại trận, đây chỉ là trong đó một cái, người như đi huyền vũ cung, còn có thể nhìn thấy càng nhiều thần kỳ đại trận. Đại trận, Giang giật cùng Giang tiểu nô sắc mặt đều biến đổi, thủ bút này cũng quá lớn a à đem toàn bộ vô tận biển sâu đều bố trí xuống đại trận cái này so nam cung đại đế bố trí cửu long chu thần đại trận lợi hại hơn nhiều khó trách ngao lư nói hắn có thể một trưởng phá vỡ cửu long chu thần trận vô tận biển sâu hải yêu đến cùng có bao nhiêu dòng dã bay một đêm bay vài ức vạn lý giang giật phát hiện một đường đều là hải yêu mạnh yếu không giống nhau căn cứ hình thể đi phán định yêu đế ít nhất thấy được mấy chục vạn chỉ đây là vô tận biển sâu một cái sừng nhỏ mọi người còn muốn tại vô tận trong biển sâu bay lên mười mấy ngày. Phía đông bầu trời tảng sáng, một tia nắng sớm chiếu sáng toàn bộ hải vực, bông tuyết cũng ngừng rơi xuống, nhiệt độ kịch liệt bắt đầu lên cao, bông tuyết hòa tan, phía dưới hải yêu cũng toàn bộ đều mở to mắt, chui vào dưới biển, tứ hải trở nên bình tĩnh, tựa như đêm qua chẳng có chuyện gì phát sinh. Nửa thần cảnh giống như này cường đại, như đạt đến huyền đế chiến lực, vậy có thể hay không một đao đem thần tứ đảo cho chém thành hai bên. Giang giật nghĩ đến một cái có thể, đối võ đạo đỉnh phong cũng càng thêm khát vọng. Nếu có thể đạt tới huyền đế chiến lực, một người một đao liền có thể bình định đông hoàng đại lục, trong nháy mắt cũng có thể diệt võ điện, sừng sướng tại thiên tinh giới chi đỉnh, hưởng thụ vạn dân cúng bái, vậy sẽ là bực nào hài lòng. Tu luyện, giang giật ức chế nội tâm dân trào, ngồi xếp bằng nhập định tu luyện chữa thương. Hắn muốn đi đường còn rất dài, chỉ ít cảnh giới của hắn còn thật quá thấp. Cảm ngộ hai loại cường đại công kích cũng không thể tùy ý phóng thích, muốn thực lực tổng hợp ổn định tại thiên quân đỉnh phong, tùy ý phóng thích lôi đình chi nộ cùng thần âm thiên kỹ, hắn nhất định phải đem cảnh giới ít nhất tăng lên tới thiên quân trung giai. Giang tiểu nô không thể tu luyện, chỉ có thể trông mong đứng đấy, cũng may thiên thiên rất hiểu chuyện, bồi tiếp Giang tiểu nô nói chuyện, cho nàng giảng thuật vô tận trong biển sâu chuyện hay việc lạ. Giang tiểu nô bản thân là đặc thù chủng tộc, cùng tiểu hồ ly quan hệ cũng không tệ, đối yêu tộc cũng không bài xích, rất nhanh liền cùng thiên thiên quen thuộc, cũng nghe được sai xưa ngon lành. Tu luyện không thời gian, Giang giật chỉ là một cái bế quan hơn 10 ngày liền đi qua, chờ hắn bị thiên thiên đánh thức lúc, phía trước đã xuất hiện một cái cự đại đại lục, thiên thiên cười giải thích nói, Giang giật, hắc bá nói thiên hồ đại lục đến. a à nha, Giang giật liền vội vàng đứng lên, một tay bắt lấy Giang tiểu nô, hắc long thân thể khổng lồ quang mang lóe lên, biến thành một người mặc hắc giáp lãnh khốc đại hán, Giang giật hướng hắc thần cùng thiên thiên nói ra, có thể hay không phiền phức hai vị theo giúp ta đi một chuyến ta tìm một người quen. Ta nếu chỉ độc đi vào, sợ làm cho xung đột không cần thiết. Kia là tự nhiên, thiên thiên nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vô tận biển sâu phụ cận đều là yêu tộc, chúng ta khẳng định phải bồi tiếp ngươi, nếu không ngươi sẽ bị cường đại yêu tộc truy sát, nếu không phải hắc bá khí tức trấn nhiếp rất nhiều yêu tộc, các ngươi cũng không thể đến nơi này. Đi thôi, thiên thiên vùng tay lên trước tiên hướng phía trước bay đi, hắc thần theo sát phía sau, giang giật mang theo giang tiểu nô đuổi theo, bốn người hóa thành thần hồng hướng đại lục bay đi. Hiu hiu hiu, mọi người bay không nhanh không chậm, một nén nhang sau tới gần thiên hồ đại lục, ba tên người mặc bạch giáp mỹ mạo nữ tử cũng từ đằng xa một tòa núi cao bên trong bắn ra, một người khẽ kêu, nơi này là thiên hồ đại lục, ngoài tộc cấm chỉ tiến vào, nếu không giết chết bất luận tội. Thiên thiên đang muốn mở miệng giải thích hai câu, hắc thần lại hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, nơi xa không gian đột ngột vỡ ra, một đầu to lớn đuôi rồng xuất hiện, một đạo tàn ảnh hiện lên, ngay sau đó dãy núi run lên, Ba người bị kia to lớn đuôi rồng trực tiếp nện ở núi cao bên trong, kia núi cao lại hóa thành bột mịn. Mãnh Liệt, Giang giật giơ ngón tay cái lên, Hắc Thần một màn này tay, tuyệt đối có thể uy hiếp Thiên Hồ Đại Lục quần hùng, yêu hậu nếu là tại Thiên Hồ Đại Lục, vậy khẳng định có thể tìm tới. Chương 848, Bạch Hồ nhất tộc, Hắc Thần cường thế xuất thủ, để Giang giật rất yên tâm, Hắc Thần đã xuất thủ, đằng sau liền sẽ không mặc kệ, đoán chừng hắn cái này xuất thủ cũng là vì uy hiếp Thiên Hồ Đại Lục quần hùng để sự tình trở nên thuận lợi hơn đi. Đi, hắc thần lãnh khóc đến không tưởng nổi, trước tiên hướng bên trong bay đi, giang giật mang theo giang tiểu nô cùng thiên thiên vội vàng đuổi theo. Mới bay vào đi không bao xa, nơi xa tử vô số đạo bạch quang lấp lánh, rất nhiều bên trong dãy núi đếm không hết bạch hồ bắn nhanh mà ra, rất nhiều bạch hồ đều là ba đuôi, bốn đuôi, đồng phục linh hồ, hiển nhiên đều bị bên này chiến đấu hấp dẫn tới. Cút, hắc thần một tiếng quát lớn, khí thế một thịnh, toàn bộ linh hồ đều dọa đến thân thể run lên, sợ hãi bốn phía chạy trốn, tam vĩ linh hồ chỉ có tam giai thực lực, bốn đuôi mới là yêu vương mà thôi, đừng nói bọn chúng liền xem như yêu đế cảm nhận được hắc thần khí thức cường đại, cũng sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra a. À. Thiên hồ đại lục quả nhiên không có ngoại tộc, một đường bay đến, đều có thể tại dãy núi trong rừng cây nhìn thấy vô số linh hồ, thấp nhất đều là ba đuôi. Thiên hồ nhất tộc xem như rất mạnh trùng tộc, vừa ra đời liền là tam giai, tùy ý tu luyện thoáng cái liền là yêu vương, cơ số đại yêu đế cũng dễ dàng sinh ra. Vù vù, quả nhiên, chỉ là thời gian một nén nhang, nơi xa tựu có hơn 100 người bắn nhanh mà đến, toàn bộ đều là thiên quân, nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp, đồng phục người mặc bạch y, thoạt nhìn như là một đám người trong chốn thần tiên. Một người trung niên nam tử nhìn hẳn là đạt đến thiên quân đỉnh phong, thật xa tựu chắp tay nói, các vị đại nhân dừng bước, tại hạ thác bạt ngọc, là bạch hồ nhất tộc trưởng lão, xin hỏi các vị có chuyện gì quan trọng. Vì sao muốn tự tiện xông vào thiên hồ đại lục còn đánh giết tộc ta bên trong người? hắc thần sắc mặt vẫn như cũ lãnh khốc đến cực điểm, thân thể cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước phi hành, âm thanh lạnh lùng nói, lặn đi, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Để các ngươi tộc vương ra gặp ta, ây, hơn 100 thiên hồ thiên quân toàn bộ biến sắc, nếu không phải hắc thần khí thế quá cường đại, để các nàng dò xét không đến cảnh giới, các nàng đã sớm xuất thủ, thác bạt ngọc sửng sốt một chút, lần nữa chắp tay nói, đại nhân mời tại cái này chờ một lát, ta cái này thông chi đế quân. Ông, hắc thần không có nói chuyện, hơn 100 thiên hồ thiên quân trên đầu không gian run lên, tiếp lấy đầu kia dài trăm trượng, rộng mấy chục trượng to lớn đuôi rồng xuất hiện lần nữa, hung hăng quét qua, kia hơn 100 thiên quân cũng không kịp tránh né toàn bộ bị quét bay. Bất quá lần này hắc thần hạ thủ lưu tình, rất nhiều thiên hồ đều thổ huyết nhập vào sơn phong bên trong, nhưng cũng chưa chết. Hắc thần xuất thủ về sau, không còn có nửa câu nói nhảm, tiếp tục tứ không kiêng sợ hướng phía trước bay đi, hắn phi hành lộ tuyến có chút cải biến một chút, hướng phía đông bắc bay đi, giang giật thấy mừng thầm cũng mặc kệ hắc thần chuẩn bị đi đâu một đường đi theo phi hành hiu 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 thiên hồ thiên quân không còn dám nhiều lời cũng biết như vừa rồi hắc thần hạ nặng tay các nàng toàn bộ đều đã chết toàn bộ từ dưới đất ngoan ngoãn bay đi tăng tốc ta tốc độ phía trước có một tòa đại thành chúng ta qua bên kia chờ bọn hắn tộc vương xuất hiện đi hắc thần quay đầu lạnh lùng nói một câu giang giật cùng thiên thiên nhẹ gật đầu hai người cũng bắt đầu ra tốc thiên thiên cảnh giới hẳn là chỉ có thiên quân chung dai nhưng tốc độ lại thật nhanh giang giật khởi động phong ảnh áo choàng tốc độ đạt đến cực hạn thiên thiên còn rất là nhẹ nhõm giang giật điểm ấy tốc độ tại hắc thần xem ra tựa hồ quá chậm hắn dừng một chút thân thể bay tới một tay bắt lấy giang giật giang giật thì bắt lấy giang tiểu nô giang tiểu nô lại lôi kéo thiên thiên hắc thần trên thân hắc quang một thịt hóa thành một đạo lưu quang hướng đông bắc phương hướng bay đi tốc độ nhanh đến giang giật bọn người thấy không rõ phía dưới cảnh quan gần nửa canh giờ hắc thần ngừng lại phía trước cũng xuất hiện một cái đại thành, cái này thành chỉ để giang giật giang tiểu nô mở rộng tầm mắt. Thành trì rất lớn, nhưng không có một khối ngói đá, toàn bộ bởi gỗ kiến tạo, tường thành đều là từng hàng đại thụ làm, khoảng chừng cao trăm trượng, bên trong gian phòng đồng phục chính là nhà trên cây, trong thành trì một mảnh cây xanh sum xuê, khắp nơi đều có hoa tươi, đẹp đến mức để giang tiểu nô cùng thiên thiên đôi mắt đều mê say. Hiu hiu hiu, rất nhiều một các lâu, trên đại thụ nhà gỗ, làm bằng gỗ tỏa thành bên trong, bay ra vô số tuấn Mỹ nam nữ, trong thành lớn nhất mộc lâu đài bên trong còn bay ra ít nhất gần ngàn tuấn Mỹ nam nữ, toàn bộ người mặc váy trắng. Một tên người mặc hoa Mỹ màu trắng viền vàng trường bào trung niên nam tử hẳn là người dẫn đầu, hắn dẫn một đám người bay tới, tại thành tường trên không dừng lại, chắp tay nói, tại hạ thác bạt lâm, là thiên hồ đại lục bạch hồ 30 lục tộc tộc trường, xin hỏi các vị đại nhân họ gì, nhưng có cần tại hạ cống hiến sức lực địa phương? Lộn xộn cái gì, hắc thần lông mày nhíu lại, không nhịn được nói ra, để các ngươi thiên hồ tộc tộc phương tới gặp ta. Ta chỉ cấp các ngươi một canh giờ, như một canh giờ không xuất hiện, ta đổ các ngươi một thành. Xoạt, toàn thành xôn xao, giờ phút này trên không khoảng chừng hơn ba ngàn hóa hình thiên hồ thiên quân, nghe được hắc thần toàn bộ trên thân sát khí lóe lên, trong mắt đều là tức giận, thác bạt lâm lại ngay cả công việc hừ lạnh nói, toàn bộ lăn xuống đi, ai dám đối các vị đại nhân vô lễ, tộc pháp trinh sát. Thác bạt lâm hiển nhiên tại cái này có vô thượng quyền uy, Bầu trời thiên quân bọn họ lập tức cũng bay bắn xuống đi, Thác Bạt Lâm lúc này mới cười khổ chắp tay nói: "Hồi đại nhân, chúng ta Thiên Hồ Đại Lục không có tộc vương, chỉ có ba cái đế quân, chúng ta Bạch Hồ tộc đế quân ngay tại chạy đến, còn lại Hắc Hồ tộc, Lam Hồ tộc đế quân, tại hạ không có tư cách đưa tin." Hắc Hồ tộc, Lam Hồ tộc, Giang giật nhướng mày, trong tay đế cung xuất hiện quang mang lấp lánh, một cái ngủ sai tiểu hồ ly ra trong ngực hắn, ánh mắt của hắn hướng nhìn về phía Thác Bạt Lâm nói: "Thác Bạt tộc trưởng, đây chính là các người bạch hồ tộc Tam Vĩ Linh Hồ. Thác Bạt Lâm nhìn lướt qua, gật đầu nói chính là, đây là chúng ta bạch hồ tộc Thiên Hồ, hắc hồ tộc lông tóc là màu đen, lam hồ tộc là màu lam, tại hạ cảm ứng thoáng cái, cái này tiểu hồ ly trong thân thể cũng chảy xuôi chúng ta bạch hồ nhất tộc huyết mạch. Vậy là tốt rồi, chờ các ngươi đế quân tới rồi nói sau. Giang giật nhẹ gật đầu, nhìn thấy Thác Bạt Lâm có chút khẩn trương, giải thích nói ra, yên tâm đi, lần này chúng ta tới chỉ là tìm một cái cố nhân, tìm tới nàng sau chúng ta lập tức rời đi. Ân, cái này cố nhân liền là tiểu hồ ly mẫu thân, là các người bạch hồ tộc tộc nhân. A à nha, thác bạt lâm thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, chư vị nếu không xuống dưới ngồi một chút đi, đế quân tới ít nhất phải nửa canh giờ, chư vị giải sầu, chỉ cần các người muốn tìm tộc nhân tại bạch hồ trong tộc, coi như đảo ba thước đất chúng ta cũng sẽ giúp các người tìm tới. Tốt, thiên thiên mở miệng hướng hắc thần nhìn một cái nói, hắc bá, xuống dưới các loại chờ đi hắc thần lạnh lùng nhẹ gật đầu, sự tình xem tình huống tiến triển được còn có thể, hắc thần cũng không muốn làm to chuyện, chỉ cần giang giật sự tình nhanh chóng làm tốt, không chậm trễ đi huyền vũ cung liền tốt. Lập tức mọi người đi theo thác bạt lâm hướng lớn nhất mộc lâu đài bên trong bay đi, toàn bộ mộc lâu đài lại đều là tại một viên to lớn cổ thụ bên trên kiến tạo mà thành, bên trong các loại tiểu trang trí cũng làm cho thiên thiên giang tiểu nu mở rộng tầm mắt. Thác bạt lâm để cho người ta lên một chén màu xanh nhạt chất lỏng, hắc thần kiểm chắc không có độc về sau, Giang giật uống một ngụm cũng cảm giác khẩu vị đặc biệt, ngọt thấm người. Giang giật cùng Thác Bạt Lâm nói đơn giản một chút yêu hậu tư liệu, cũng không phải là hắn muốn nói kỹ càng ta, mà là hắn đối yêu hậu tư liệu biết rất ít, ngoại trừ biết rõ nàng muốn về thiên hồ đại lục, là bạch hồ nhất tộc bên ngoài, liền tên thật cũng không biết. Vị công tử này, người muốn tìm tộc nhân có thể muốn phiền toái một chút, dù sao chúng ta bạch hồ nhất tộc tộc nhân ít nhất có ức vạn, người cho tư liệu quá ít. Thác Bạt Lâm sắc mặt có chút khó khăn, nhìn thấy hắc thần trong mắt hàn quang lóe lên về sau, hắn vội vàng vỗ vỗ lồng ngực nói ra, bất quá, coi như lại khó tìm, chúng ta cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới nàng, đương nhiên tiền để nàng tại thiên hồ đại lục, ân. Còn sống, chương 849, Thác Bạt Ninh, Bạch Hồ nhất tộc đế quân rất mau tới, để giang giật bọn người kinh ngạc là, cái này đế quân đúng là một cái phong thái chắc tuyệt thiếu phụ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20. Bất quá nghĩ đến yêu hậu đều sống hơn 2.000 năm, còn cùng xinh đẹp Mỹ phụ đồng dạng, trong thành này thiên quân cũng từng cái tuấn mỹ giang giật cùng giang tiểu nô cũng liền bình thường trở lại xem ra thiên hồ nhất tộc là trời sinh bất lão a à. nô ra thác bạt cầm tham kiến hắc thần đại nhân thiên thiên công chúa vị công tử này cùng tiểu thư các ngươi tốt bạch hồ tộc đế quân cười nhẹ nhàng thực lực giang giật nhìn không ra sâu cạn nàng thế mà nhận biết hắc thần cùng thiên thiên hắc thần nhìn nàng vài lần cũng trầm mặc gật đầu nói ta gặp qua ngươi đại đế trở về lúc ngươi đi qua huyền vũ cung a à hắc thần đại nhân ký ức thật tốt thác bạt cầm nhẹ gật đầu thiên thiên cũng muốn vuốt cầm nói ừm ta cũng có ấn tượng giống như các ngươi còn đi một người a à. thác bạt cầm trả lời đúng vậy thiên thiên công chúa làm hồ nhất tộc đế quân cũng đi tốt đừng nói nhảm tìm người đi hắc thần hơi không kiên nhẫn nói bạch hồ tộc đế quân vẫy vẫy tay hướng nàng sau lưng một cô gái trung niên cùng thác bạt lâm hạ lệnh đưa tin xuống dưới toàn tộc lục soát hồng di thác bạt lâm việc này ngươi toàn quyền phụ trách cần phải tại thời gian ngắn nhất tìm tới nàng. Tuân mệnh, trung niên nữ tử cùng thác bạt lâm nhanh chóng xuống dưới, bên ngoài có mấy trăm vị bạch hồ tộc tộc trưởng cùng trưởng lão ngay tại chờ lệnh, ra lệnh một tiếng vô số người hướng bốn phương tám hướng bay đi, rất nhiều đưa tin mật trận khởi động, toàn bộ bạch hồ tộc đều hành động, chỉ vì tìm tới yêu hậu. Yêu hậu tin tức ít đến thương cảm, giang giật đem biết đến toàn bộ đều nói, nhưng tư liệu vẫn là ít đến thương cảm. Cái này muốn từng cái loại bỏ, bạch hồ tộc có mấy trăm tộc đàn, mỗi cái thân tộc dưới có mấy ngàn đầu chi mạch, chi mạch hạ còn có tiểu chi mạch, nếu không phải có bạch hồ tộc đế quân tại cái này, dựa vào giang giật chính bọn hắn cha, coi như tốn hao 3 năm năm cũng khẳng định cha không đến. Thác bà cầm bồi tiếp hắc thần cùng thiên thiên nói chuyện phiếm, giang giật biết rõ gấp cũng gấp không được, chỉ có thể an tỏa, bất quá điều tra ngược lại là thật mau, chỉ là hai canh giờ tựu không ngừng có tin tức báo cáo, phụ cận mười mấy đầu chi mạch đều loại bỏ, nhưng không có yêu hậu bất kỳ tin tức gì. Đúng rồi, Giang Giật nghe xong mấy đầu chi mạch tin tức về sau, đột nhiên vỗ đầu một cái nói: Ta có thể vẽ ra yêu hậu chân dung, cầm đế quân, người có thể để người ta cầm chân dung. Bốn phía hỏi ý một phen. Cái này tình cảm tốt. Thác Bạt cầm nghe xong lập tức đại hỉ. Yêu tộc sau khi biến hóa đều sẽ bảo trì nguyên dạng. Bộ dáng mặc dù nhìn không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ vẫn là có tranh lệch. Nếu có chân dung vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Giang Giật trong không gian giới chỉ liền muốn dây bút, hắn vội vàng lấy ra dựa theo trong trí như yêu hậu dáng vẻ hỏa. Hắn hỏa kỹ rất cao siêu, so phượng loan cao một cái cấp bậc, giải rác số bút một cái xinh đẹp thiếu phụ tựu sôi nổi tại trên giấy, giang giật cũng không nhiều tranh, Tựu vẽ lên khuôn mặt, thiên thiên ở một bên thấy đôi mắt tỏa sáng, nàng năm đó vỗ xuống giang giật động tình đối với giang giật hỏa kỹ rất là tán thưởng. Một tấm, hai tấm, một trăm cái, giang giật vẽ tranh tốc độ quá nhanh, chỉ là một canh giờ tựu vẽ lên một trăm bức, thác bạt cầm vội vàng để cho người ta phân phát xuống dưới, những bức họa này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ bạch hồ tộc, để cho người ta từng cái phân biệt, tìm hiểu yêu hậu tin tức. Giang giật không có dừng lại, tiếp tục vẽ tranh, dòng dã vẽ lên một ngày, vẽ lên một ngàn bước mới ngừng lại được. Thiên thiên cùng hắc thần thác bạt cầm bọn người thấy đều thầm than không thôi, giang giật mỗi một bức họa gần như đều giống nhau như đúc, yêu hậu dáng vẻ vô cùng rõ ràng, tự liền khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đều phát họa ra. Báo, cái này một ngày không ngừng có người đưa tin tới, từng cái tộc đàn, từng đầu chi mạch đều lục soát hoàn tất, để giang giật bọn người rất thất vọng chính là, đều không có giang giật tin tức. Báo, nửa ngày sau, một cái trưởng lão bước nhanh đi vào, trầm giọng nói ra, có tin tức, long trưởng lão đưa tin tới, bọn hắn bên kia có tộc nhân gặp qua yêu hậu, cũng tìm được các nàng nhất mạch kia, bất quá các nàng nhất mạch kia giống như bị mặt khác nhất mạch diệt, giờ phút này cũng không có tìm được yêu hậu. Ừ, giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, hắc thần cũng lạnh lùng nhìn thác bạt cầm một chút, cái sau liền vội vàng đứng lên nói, đi, đi Long Thành, để Đa Long đem diệt yêu hậu nhất mạch kia tộc nhân toàn bộ bắt lại, lập tức khảo vấn hết thảy hữu dụng tin tức. Chờ chúng ta đi qua, nếu không có hoàn chỉnh tin tức, để Đa Long chính mình lĩnh tộc Pháp. Thác Bạt cầm nói như thế, hắc thần cũng không tốt nổi giận, mọi người toàn bộ ra khỏi thành đằng không mà lên, tại thác Bạt cầm dẫn đầu hạ bay thẳng Long Thành. Thác Bạt cầm lần này chỉ dẫn theo 10 tên trưởng lão, Giang giật đem Giang Tiểu Nô thu vào đế cung bên trong, vẫn như cũ là để hắc thần mang theo, thiên thiên thì không cần mang theo, dưới chân một đôi lục sắc giày quang mang một thịt, tốc độ thế mà tiêu thăng, cùng bạch hồ tộc thiên quân đỉnh phong trưởng lão tốc độ ngang hàng. Bầy thác bạt cầm thực lực hẳn là đạt đến yêu hoàng cảnh, tốc độ rất nhanh, mà lại rõ ràng không có đem hết toàn lực, nếu không sau lưng 10 tên trưởng lão khẳng định hội theo không kịp đội ngũ. Kỳ thật giang giật vốn có thể tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức liền hắc thần cùng thác bạt cầm đều có thể chỉ có thể thán mà xem thế là đủ rồi, cái kia chính là độn thiên. Bất quá độn thiên chỉ có thể hắn một người phóng thích, không thể dẫn người, trừ phi hắc thần thiên thiên thác bạt cầm bọn người nguyện ý vào đế cung bên trong. Hắc thần hội nguyện ý vào đế cung sao hiển nhiên sẽ không, giang giật cũng không có nói ra, mặc cho hắc thần mang theo phi hành. Long thành cách nơi này có chút xa, mọi người dòng dã bay bốn canh giờ, mới đã tới Long thành. Một đường có thể nhìn thấy rất nhiều thành nhỏ, còn có rất nhiều bộ lạc nhỏ, kiến trúc đồng phục đều là nhà gỗ, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bên trong nhà gỗ có một ít tiểu hồ ly, Hiếu kỳ chui ra ngoài nhìn chằm chằm trên bầu trời mọi người, rất nhiều hồ ly nhìn thấy trên bầu trời thác bạt cầm bọn người thì lập tức thành kính quỳ xuống, rất nhân tính hóa dập đầu. Long thành là cái thành nhỏ, bên trong thiên quân không đủ 300, còn có rất nhiều đều là không có hóa hình bốn đuôi linh hồ, mạch này tộc trưởng thác bạt đa long thật sớm mang theo một đám thiên quân chờ, nhìn thấy giang giật bọn người lập tức một gối quỳ xuống muốn hành lễ. Đều đứng lên đi, thác bạt cầm trực tiếp cắt ngang mọi người hành lễ, trầm giọng hỏi, tìm tới yêu hậu sao. Đa Long đắng chát lắc đầu nói, các vị đại nhân muốn tìm người gọi Thác Bạt Ninh, là ta bộ tộc này một chim mạch tộc nhân, cái này một chim mạch tại hơn 3.000 năm bị mặt khác nhất mạch diệt. Thác Bạt Ninh lúc ấy vẫn là yêu vương, một đường bị đuổi giết, may mắn trốn ra đại lục. Tại 5 năm trước Thác Bạt Ninh trở về báo thù, cũng tiến hóa thành yêu đế, bất quá nàng đánh chết nhất mạch kia mấy trăm tên tộc nhân về sau, bị trọng thương trốn, giờ phút này sinh tử tung tích không rõ, 5 năm không còn có tộc nhân gặp qua nàng. Tin tức là thật, Giang giật sắc mặt thoáng cái trầm xuống, yêu hậu giống như thỏ nguyên không nhiều lắm, nàng như vậy bước thiết nghĩ trở về báo thù, chắc chắn sẽ không ẩn núp 5 năm, coi như không có thực lực, ít nhất cũng sẽ đánh du kích chiến, từng cái đánh giết kẻ thù của nàng. Giải thích duy nhất, nàng rất có thể tại lần kia trọng thương sau vẫn lạc. Ừm, Đa Long nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ thành bác nói, đại nhân, diệt thác bạt ninh nhất mạch nhất mạch kia tộc nhân toàn bộ đã bắt được, người nếu không tin tưởng có thể khảo vấn thoáng cái khảo vấn cái gì trực tiếp giết. Hắc thần lạnh giọng vung tay lên nói. Không, Giang giật khoát tay áo, hướng thác bạt cầm nói ra, đế quân, nhưng còn có biện pháp tốt tìm tới thác bạt ninh giống như có thể tìm tới nàng, những người này có thể để nàng tự mình đánh giết. Không có vấn đề, một cái nho nhỏ chi mạch, đối với thác bạt cầm tới nói hoàn toàn không phải sự tình, bạch hồ nhất tộc tộc nhân nhiều lắm, bản thân thiên hồ đại lục cũng tương đối tàn khốc, vì tranh đoạt động thiên phúc địa, tốt chỗ tu luyện, mỗi ngày có diệt tộc sự tình. Đương nhiên, hôm nay nếu không phải hắc thần cùng thiên thiên công chúa tới, Giang giật nếu muốn giết bạch hồ tộc nhân, nàng một bàn tay liền sẽ chụp chết Giang giật. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có khởi động tổ trận, lợi dụng thác bạt ninh nữ nhi huyết tìm kiếm nàng, chư vị theo ta đi hoàng thành đi, ta tự mình khởi động đại trận, nàng còn sống hay không, liền muốn xem lão thiên gia. chương 850, tiểu hồ ly dị biến, hoàng thành rời đi nơi này cũng không xa, chỉ là hai canh giờ đã đến. Hoàng thành cũng rất lớn, bên trong thiên quân võ giả ít nhất có mấy vạn, toàn bộ hoàng thành đồng dạng toàn bộ đều là gỗ kiến tạo, những kiến trúc này mặc dù là gỗ làm, nhưng ngoại hình hoa mỹ, khắp nơi đều là lá xanh cùng hoa tươi cổ thụ, khiến người ta cảm thấy tiến vào một cái tinh linh to lớn tòa thành. Giang giật không tâm tình thưởng thức cảnh sắc, đi theo thác bạt cầm một đường tiến vào ở giữa đại thành lâu đài bên trong trong một cái đại điện, bên trong có một cái cổ phát đại trận, không cần thác bạt cầm phân phó. Hơn 10 tên trưởng lão sớm tại đại trận phụ cận chờ, Thác bạt cầm hướng Giang giật gật đầu nói ta cần một giọt tiểu ra hỏa tiên huyết. Giang giật lấy ra đế cung, đem tiểu hồ ly truyền tống ra, cái này tiểu hồ ly một mực tại ngủ say, Giang giật ngoan tâm đem tiểu hồ ly ném cho thác bạt cầm. Khởi động tổ trận, thác bạt cầm quát khẽ một tiếng, hơn 10 người trưởng lão đồng thời đánh ra màu trắng yêu lực, đại trận kia bên trên rất là mơ hồ đồ văn thoáng cái phát sáng lên, phía trên khắc họa đều là linh hồ, toàn bộ đều là năm đuôi, sáu đuôi linh hồ, những cái kia hồ ly cũng tựa hồ sống lại toàn bộ theo trên đại trận vọt ra ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh tại đại điện trên không bay múa im ắng gào thét liếc nhìn lại ít nhất có mấy ngàn con sáu đuôi ít nhất có gần trăm con thật thần kỳ giang giật thấy âm thầm kinh hãi những này năm đuôi sáu đuôi thiên hồ hư ảnh mặc dù không có khí thế nhưng này trong mắt lạnh như băng vẫn là để giang giật tim đập nhanh những này thiên hồ nếu là còn sống lời nói vậy khẳng định là yêu đế yêu hoàng cấp bậc thiên hồ thác bạt cầm một cái tay bắt lấy tiểu hồ ly móng vuốt một cái tay khác nguyên lực lấp lánh, đối tiểu hồ ly móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái, mấy cây lông hồ ly chóc ra, tiểu hồ ly móng vuốt cũng nhỏ xuống mấy giọt máu, thác bạt cầm tiện tay vung lên kia mấy giọt tiên huyết cũng bay vào trong đại trận. Ông, đại trận trên không hồ ly hư ảnh toàn bộ phát sáng lên, bay múa đến càng lúc càng nhanh, rất nhiều hồ ly im ắng gào thét, trên đầu lông tóc từng chiếc dựng đứng, thú uy cường đại, làm người ta kiềm chế. Thác bạt cầm đem tiểu hồ ly nhẹ nhàng ném đi, tiểu hồ ly hướng giang giật bay tới, ánh mắt của nàng nhắm lại hai tay sáng lên yêu lực liền muốn chuẩn bị thôi động đại trận, cảm ứng tiểu hồ ly mẫu thân yêu hậu khí tức. Ông, đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, ngủ say mấy năm tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt, nó một đôi chân trâu mắt nhỏ bên trong đều là mông lung, thân thể lại không tự chủ được hướng trong đại trận bay đi, mà trong đại trận những cái kia năm đuôi lục vĩ hồ ly hư ảnh, lại đều hướng tiểu hồ ly trong thân thể bay đi. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, lại có mấy chục con hồ ly hư ảnh xông vào tại tiểu hồ ly trong thân thể. Lão thiên, tổ thần hồn trùng thế mà biến mất, à tại sao lại có loại tình huống này phát sinh? Đế quân, mau ngăn cản, cái này tiểu hồ ly tại thôn phệ tổ thần hồn trùng. Tiểu hồ ly, nhanh ngừng thôn phệ tổ thần hồn trùng, nếu không giết chết bất luận tội. Hơn 10 người trưởng lão toàn bộ trợn tròn mắt, sau đó tức hồn hền nghiêm nghị hét lớn, thậm chí có mấy tên trưởng lão liền muốn chuẩn bị động thủ. Thác bà cầm cũng đầy mặt chấn kinh ngạc, nhưng trước tiên ngăn chờ mọi người, nàng quát khẽ nói, tất cả chớ động, cái này tiểu hồ ly có thể thôn phệ tổ thần hồn trùng khẳng định bất phàm, nói không chừng nàng trong huyết mạch ẩn chứa chút ít thần mạch, nếu không tổ thần hồn trùng cũng sẽ không bị nó thôn phệ, đại gia trước đem coi biến. Cái này, Giang giật cũng gấp, tiểu hồ ly dị biến dọa sợ hắn, tiểu hồ ly cùng hắn quan hệ phi thường tốt, hắn đã đáp ứng yêu hậu phải chiếu cố thật tốt nó, bất qua thác bạt cầm đã nói như vậy, hắn cũng không dám loạn động, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía hắc thần cùng thiên thiên. Hắc thần trong mắt sáng lên một đạo hắc quang, nhìn kỹ tiểu hồ ly vài lần nói, đừng lo lắng, cái này tiểu hồ ly sẽ không xảy ra vấn đề, đây đối với nó tới nói ngược lại là cơ duyên lớn lao. Thiên thiên cũng gật đầu, truyền âm nói, giang giật, người đây là tiểu hồ ly kiếm bộn trở, những này cái gì hồn trùng, hẳn là thiên hồ nhất tộc lịch đại cường giả trước khi chết dùng cường đại thần thông lưu lại kỳ dị yêu lực, tiểu hồ ly có thể hấp thu những này yêu lực, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa, nói không chừng sau lần này liền có thể tiến hóa thành yêu đế, thậm chí yêu hoàng. Yêu hoàng, Giang giật nháy nháy mắt, vẫn là một mặt ngưng trọng, tiểu hồ ly là thực lực gì hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần tiểu hồ ly không có việc gì liền tốt. Tiểu hồ ly tại đại trận trên không lơ lửng, trong mắt đều là mê mang, thân thể chậm rãi xoay tròn, trong đại trận thiên hồ hư ảnh còn tại từng cái chui vào trong người của nó. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, khoảng chừng gần ngàn con hồ ly hư ảnh vọt vào tiểu hồ ly trong thân thể, tiểu hồ ly cũng ngừng xoay tròn lại, cứ như vậy an tĩnh lơ lửng tại đại trận trên không chi chi kít đột nhiên tiểu hồ ly thống khổ ở giữa không trung kêu lên trong mắt cũng đều là vẻ thống khổ thân thể nho nhỏ loạn chiến đôi mắt nhỏ tỉnh táo lại nhìn chung quanh nhìn thấy giang giật cùng giang tiểu nô về sau nó trong mắt bạch quang lóe lên hai đạo tin tức phủ giang giật cùng giang tiểu nô trong đầu đại ca ca tiểu phỉ thật là khó chịu nhanh mau cứu ta tiểu nô tỉ tỉ nhanh cứu ta ông giang giật trên thân khí thế thoáng cái đại thịnh không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa liền muốn cứu tiểu phỉ Giang Tiểu Nô phía sau quần áo bạo liệt, một đôi vũ rực xuất hiện, trong mắt móng vuốt cũng lục quang hiển hiện, trên thân đằng đằng sát khí trước tiên hướng tiểu phỉ phóng đi. Trở về, Hắc Thần thân thể lóe lên, dùng tốc độ khủng khiếp ra giang giật cùng Giang Tiểu Nô sau lưng, hai cánh tay bắt lấy hai người, nghiêm nghị quát to, tất cả chớ động, nếu không các ngươi sẽ bị đại trận rào sát. Ừ, Giang Tiểu Nô trong mắt lục quang lóe lên, móng vuốt tự hướng Hắc Thần hung hăng chụp tới, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn cứu tiểu phỉ, ai dám ngăn trở nàng tự giết ai. Tiểu nô, dừng tay, Giang giật bị hù dọa, vạn nhất hắc thần giận dữ, hắn một chiêu liền có thể diệt sát Giang tiểu nô. Giang tiểu nô móng vuốt đã gần sát hắc thần cái cổ, nghe được Giang giật, mạnh mẽ ngừng lại, hắc thần ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, lạnh giọng nhìn qua Giang tiểu nô nói, tiểu nha đầu, tính khí vẫn còn lớn, tin hay không bản tôn một ánh mắt liền có thể giết chết ngươi. Hắc thần đại nhân bất giận, tiểu nô không hiểu chuyện. Giang giật vội vàng cười làm lành nói, thiên thiên cũng hòa giải nói, hắc bá, người đại nhân đại lượng, cũng không cần cùng tiểu nô muội muội so đo. Hừ, hắc thần hừ lạnh một tiếng, thu tay về, giang giật liền vội vàng kéo giang tiểu nô, sợ nàng lại xúc động, hai người hướng đại trận bên trong ở giữa nhìn lại, trong mắt nhưng đều là kinh dị. Chi chi, tiểu hồ ly còn tại thống khổ réo lên không ngừng, nhưng nó trên thân sáng lên một đạo thất thải quang mang, hình thể cũng từ từ đang lớn lên, nó trên mông ba đầu cái đuôi ở giữa đột nhiên vỡ ra, một đầu cái đuôi chậm rãi xuất hiện. Lão thiên, tiểu gia hỏa này tại tiến hóa, chẳng lẽ cái này tiểu hồ ly thật là trong truyền thuyết có được thần mạch thần hồ, nếu không sao có thể thôn vệ các tổ thần hồn trùng tiến hóa. Mười mấy vị trưởng lão trong mắt đều là kinh ý, thì thao không ngừng, thác bạt cầm cặp mắt mũi nhọn đại thịnh, trên mặt đều là kích động, nàng đại thủ một sáng trói nói, toàn bộ ngậm miệng, khác đừng ảnh hưởng thần hồ tiến hóa. Đồng thời nàng còn nhẹ danh vọng lấy tiểu hồ ly nói ra, tiểu gia hỏa, đừng lo lắng, người không có nguy hiểm, chỉ là tại tiến hóa mà thôi. Chúng ta đều là người tộc nhân, có chúng ta tại ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào, chờ ngươi tiến hóa về sau, chúng ta giúp ngươi tìm tới mẫu thân ngươi có được hay không. Giang giật cũng liền vội truyền tin tức nói, tiểu phỉ đừng sợ, chuyên tâm tiến hóa, chúng ta ngay tại thiên hồ đại lục, chờ ngươi tiến hóa hoàn tất, chúng ta cùng đi tìm ngươi mẫu hậu. Tiểu hồ ly nội tâm sợ hãi có chút chậm lại một chút, Giang giật cùng Giang tiểu nô đều tại cái này, để nó rất là an tâm, nó nhắm mắt lại bắt đầu an tâm tiến hóa. Phía sau đầu kia cái đuôi cũng rất nhanh mọc ra, tiếp lấy lại một đầu cái đuôi xông ra, để thác bạt cầm bọn người toàn bộ đều cuồng hỉ không thôi. Năm đuôi linh hồ đã đạt tới yêu đế thực lực, như tiểu hồ ly lại dài một đầu cái đuôi, cái kia chính là yêu hoàng. chương 851, phát hiện yêu hậu, tiểu hồ ly cuối cùng cũng không có mọc ra thứ sáu đầu cái đuôi, bất quá đầu thứ năm cái đuôi hoàn toàn mọc ra, cái này khiến thác bạt cầm mấy người cũng rất là kinh nghỉ, một cái tam giai tiểu hồ ly, chỉ là tại hơn một canh giờ bên trong trực tiếp biến thành năm đuôi linh hồ, ý vị này tiểu hồ ly thực lực cũng đạt tới thiên quân, nếu không phải thần hồ làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy, không phải thần hồ làm sao có thể hấp thu tổ thần hồn trùng. Đế quân tiến hóa hoàn tất sao có thể để tiểu phỉ ra sao? Giang giật nhìn thấy tiểu hồ ly trên người bạch quang biến mất, vội vàng khẩn trương hỏi, thác bạt cầm lắc đầu nói, lại các loại chờ tiểu gia hỏa hẳn là còn muốn hóa hình. Hóa hình, Giang giật lướt nhìn tiểu hồ ly, một mặt thổn thức cảm khái, tiểu gia hỏa này tại thiên tinh đại lục lúc mới 23 tuổi A5 à năm, trôi qua, cũng bất quá 78 A à lại muốn hóa hình trở thành thiên quân, này thiên hồ nhất tộc cũng quá thần kỳ A. À. Quả nhiên, một nén nhang về sau, tiểu hồ ly trên thân lần nữa lấp lánh ra quang mang, nhưng lần này không phải bạch quang, mà là thất thải quang mang, quang mang chướng mắt, để mọi người con mắt đều nheo lại. Tiểu hồ ly cũng từ từ biến ảo, cuối cùng biến thành một cái tiểu cô nương, nhìn thân thể rất nhỏ, tựa như một gái ba bốn tuổi tiểu nữ hài. Con mắt của nàng là nhắm lại, tựa hồ lại lâm vào ngủ say. Tốt, phong ấn đại trận, thác bạt cầm cảm ứng một hồi, trong tay yêu lực đột nhiên hướng đại trận đánh tới, kia mười mấy vị trưởng lão cũng đồng thời phóng thích yêu lực, không chung còn có rất nhiều thiên hồ hư ảnh toàn bộ sông bên dưới đại trận phóng đi, biến thành trên đại trận đồ văn, thời gian dần trôi qua đồ văn cũng biến mất, bốn phía bình tĩnh lại. Hưu, Thác bạt cầm sông vào trong đại trận đem rơi xuống tiểu phỉ ôm vào trong ngực, theo trong giới chỉ lấy ra một kiện áo choàng đưa nàng bao hết, lúc này mới đi ra, con người sáng rực nhìn chầm chầm tiểu phỉ, không ngừng tán dương, cái này tiểu hồ ly rất có thể là thần hồ, ta cảm ứng được một tia đặc thù huyết mạch. Giang tiểu nô đưa tay đem tiểu phỉ ôm vào trong ngực, giang giật thì kỳ quái hỏi, đế quân, cái gì là thần hồ? Thiên thiên cũng có chút hiếu kỳ nhìn lại, hắc thần cũng không chấp nhận, Thác Bạt Cầm giải thích nói, đó là chúng ta thiên hồ nhất tộc nhất cường đại nhất mạch, hơn 500 ngàn năm trước chúng ta nhất tộc tự xuất hiện một cái thần hồ, chỉ là ngắn ngủi mấy năm thời gian tự tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới đỉnh cao, đáng tiếc cuối cùng không thể đột phá một bước cuối cùng. Hơn 300 ngàn năm trước cũng xuất hiện qua một cái thần hồ, đồng dạng trong thời gian rất ngắn tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới. Giống như, tiểu phỉ là thần hồ, lưu tại trong tộc đàn, ta có thể bảo chứng nàng trong vòng mấy năm đạt tới yêu hoàng cảnh giới. Không được, Giang Tiểu Nô ôm thật chặt Tiểu Phỉ, trong mắt đằng đằng sát khí, như thác bạt cầm muốn cướp đi Tiểu Phỉ, Giang Tiểu Nô tuyệt đối sẽ xuất thủ khai chiến. Giang giật tự nhiên cũng sẽ không đem Tiểu Hồ Ly giao cho các nàng, hắn dừng một chút hỏi, vẫn là tìm được trước yêu hậu đi, các người còn có thể tiếp tục khởi động tổ trận sao? Đương nhiên, thác bạt cầm nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, Tiểu Phỉ đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng thanh âm non nớt, không cần tìm. Tiểu phỉ có thể cảm ứng được mẫu hậu khí tức, mẫu hậu ngay tại phía bắc. Ừ, Giang giật ánh mắt đột nhiên hướng tiểu phỉ nhìn lại, trên mặt lộ ra nét mừng, kích động nói ra, tiểu phỉ, ngươi đã tỉnh ngươi cảm thấy thế nào thân thể có vấn đề sao? Đại ca ca, tiểu nô tỉ tỉ, tiểu phỉ không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng nha. Tiểu phỉ chấp chấp hai mắt thật to, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nàng vừa mới hóa hình có chút mệt nhọc, khuôn mặt nhỏ rất là yếu ớt, bất quá càng làm cho người ta yêu thương. Giang giật nhìn mấy lần, phát hiện tiểu phỉ cùng yêu hậu cảm giác là một cái khuôn đúc ra, tựa như một cái tiểu bản yêu hậu, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Hắn đưa tay nhéo nhéo tiểu phỉ mặt, ngừng âm thanh hỏi, tiểu phỉ, người thật có thể cảm ứng được mẫu thân người khí tức. Ừm, um. tiểu phỉ nhẹ gật đầu, mắt to lộ ra tưởng niệm chi sắc, lập tức cấp bách nói ra, đại ca ca, nhanh hướng phía bắc đi, ta có thể đại khái cảm ứng được mẫu hậu khí tức. Tốt, giang giật đại hỉ, ánh mắt nhìn về phía thác bạt cầm nói, đi cho tiểu phỉ tìm mấy món thích hợp y phục, chúng ta lập tức lên đường đi phương bắc. Thác bạt cầm hướng một tên nữ trưởng lão nhìn thoáng qua, trưởng lão lao nhanh ra đi, rất mau tìm đến mấy món xinh đẹp tiểu váy dài. Giang tiểu nô mang theo tiểu phỉ đi thay đổi y phục về sau, Giang giật phung tay lên nói, đi. Thật đáng yêu tiểu cô nương, ta có thể ôm một cái không? Thiên thiên nhìn qua mặc một bộ màu hồng phấn váy nhỏ, phấn điêu ngọc trác, tựa như một cái tiểu tinh linh tiểu phỉ, thoáng cái mẫu tính quang mang tăng nhiều, đưa tay muốn ôm lại tiểu phỉ, nào biết tiểu phỉ thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào Giang giật trong ngực, rụt rè nhìn qua thiên thiên, có chút sợ người lạ. Ha ha, Giang giật bắt đầu có chút không thích ứng, lập tức yêu chiều sờ lên tiểu phỉ, hướng thiên thiên ấy náy nhẹ gật đầu, hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Mọi người vội vàng đi theo toàn bộ bay lên không bay đi, hắc thần vốn định mang theo Giang giật, Giang tiểu nô một tay bắt lấy Giang giật bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bắc bay đi, tốc độ lại không thể so với thiên quân đỉnh phong thiên hồ tộc trưởng lão tranh lệch. Một đường hướng phía bắc phi hành, tiểu phỉ cũng tại một đường cảm ứng bay dòng dã hai canh giờ, Giang Tiểu Nô ngừng lại. Nàng thực lực mạnh lên biến thân thời gian cũng tăng trưởng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì hơn hai canh giờ, lại bay nàng sẽ trở nên dị thường suy yếu. Giang giật đưa nàng thu nhập đế cung bên trong, hắc thần ngược lại là không hề nói gì, một tay sách theo Giang giật tiếp tục đi đường. Để mọi người kinh ngạc là, dòng dã bay sáu canh giờ, mọi người vượt ngang mấy ngàn vạn dặm đường, hỏi tiểu phỉ lúc nàng vẫn là chỉ vào phương Bắc. Trời đã hoàn toàn đen, hắc thần cùng thiên thiên ngược lại là không quan trọng, bạch hồ nhất tộc các trưởng lão sắc mặt lại có chút mất tự nhiên. Lần nữa bay nửa canh giờ, một tên trưởng lão rốt cục nhịn không được mở miệng, đế quân, chư vị đại nhân, lại hướng phía trước bay liền là hắc hồ nhất tộc địa bàn, tiểu phì có phải hay không tính sai chúng ta bạch hồ nhất tộc cùng hắc hồ nhất tộc thế hệ trở mặt, chiến tranh không ngừng. Bạch hồ nhất tộc tộc nhân là tuyệt đối không thể nào tiềm phục tại hắc hồ nhất tộc trong khu vực, chúng ta không thể lại bay, nếu không tự nguy hiểm. Ta không có tính sai, Tiểu phỉ nắm chặt quả đấm nhỏ nói, mẫu hậu khí thức càng dày đặc mấy phần, tiểu phỉ khẳng định mẫu hậu chính ở đằng kia. Ừ, Giang giật cùng thác bạt cầm lướt nhau, sắc mặt hai người đều ngưng trọng, yêu hậu là bạch hồ nhất tộc tại sao lại chạy tới hắc hồ nhất tộc địa bàn chẳng lẽ là bị bắt. Rất có thể, Giang giật nghĩ đến yêu hậu 5 năm qua đều chưa từng xuất hiện đến, nếu là bị cào thành làm nô dịch, vậy liền có hợp lý giải thích. Đi, hắc thần lạnh lùng nói một tiếng, không có chút nào nửa điểm cố kỵ thác bạt cầm lại trần chờ mở miệng nói, hắc thần đại nhân, nếu không. Ta triệu tập điểm tộc nhân cùng đi ta có thể thông chi lam hồ nhất tộc đế quân, cùng một chỗ dẫn người đi hắc hồ nhất tộc yếu nhân. Hắc hồ tộc thế lớn, yêu hoàng có ba vị, một mực ức hiếp công kích hai chúng ta tộc, nếu không phải là chúng ta liên hợp lại, sớm đã bị diệt, chúng ta chút người này đi qua, sợ. Hừ, hắc thần sắc mặt lạnh lẽo, liếc qua thác bạt cầm, u u nói ra, thác bạt cầm, Người tin hay không bản tôn một người đem các người bạch hồ tộc diệt sạch dám cùng bản tôn đùa nghịch khôn vật ngươi cái này phép khích tướng cấp quá thấp. Các người cút về đi, chính chúng ta đi là được. Bá bá bá, thác bạt cầm cùng đi theo 10 vị trưởng lão sắc mặt đại biến, thiên thiên cũng cười lạnh nói, thác bạt đế quân, hắc bá thân kinh bách chiến, người điểm ấy tiểu tâm tư vẫn là đừng có dùng, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Thác bạt cầm trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng khom người chắp tay nói, hắc thần đại nhân, thiên thiên công chúa bất giận, thác bạt cầm biết sai rồi. Tiểu phỉ mơ hồ nháy nháy mắt có chút không hiểu, giang giật trong mắt cũng hiện lên một tia đùa cợt, cái này thác bạt cầm biết rõ hắc thần thực lực, vẫn còn cố ý châm ngòi ly gián, ý đồ chọc giận hắc thần xuất thủ đối phó hắc hồ tộc, thật tình không biết điểm ấy tiểu thủ đoạn hắc thần liếc mắt một cái thấy ngay. Đi, hắc thần ra lệnh một tiếng, mọi người hóa thành hồng quang hướng phương bắc bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm minh mang. Chương 852, Hắc Hồ Đế Quân, địch tập, cường địch xâm lấn, nhanh đưa tin cho đế quân cùng tộc trưởng. Là thác bạt cầm, thác bạt cầm, nhanh chóng dừng lại, nếu không sẽ là là xâm lấn, giết chết bất luận tội. Mọi người bay vào đi hắc hồ tộc địa vực vẻn vẹn người dặm, một tòa cự đại sơn mạch bên trong tựu có gần trăm tên thiên quân bay ra, nhìn thấy thác bạt cầm mang theo 10 tên trưởng lão, còn có mấy tên rõ ràng là ngoại tộc người, vô số người nhất thời hét lớn. Hắc thần là cái gì tính khí? Một cái sư tử vương tiến vào bầy cừu, hắn hội cố kỵ dương nói cái gì hắn cũng không động thủ, chỉ là trên thân khí tức một thịnh, quát lạnh một tiếng, toàn bộ lăn đi. Ây, hắc thần kia như trong hồng hoang đi ra ngập trời cự yêu khí hơi thở, đem sở hữu hắc hồ tộc thiên quân đều hù dọa. Rất nhiều thiên quân lúc đầu muốn công kích, nhưng toàn bộ cũng không dám động, bất quá có một cái thực lực tương đối thấp, tuổi tác nhìn tương đối nhỏ hắc hồ thiên quân không biết là bị sợ choáng váng, vẫn là trẻ tuổi nóng tính, thế mà đưa tay tự đối hắc thần đánh ra một đạo màu đen lưu quang. Kia lưu quang bên trong có được một cỗ cực kỳ nồng đậm kỳ dị khí tức, Giang giật đối với này khí thức rất là mẫn cảm, chính là thiên hồ nhất tộc đặc thù mị hoặc yêu thuật. Hừ, một đám con cừu non dám đối sư tử vương công kích, hắc thần đương nhiên sẽ không nể tình, hừ lạnh một tiếng, một đầu to lớn đuôi rồng từ trên bầu trời xé rách mà ra, mang theo không thể tan tác khí tức hướng phía trước nện xuống. Kia thiên quân đánh ra màu đen lưu quang trong nháy mắt bị đánh tan, tiếp lấy đuôi rồng trùng điệp đập vào một đám hắc hồ thiên quân trên thân, trong nháy mắt đập chết năm 60 tên thiên quân, rất nhiều thiên quân trực tiếp nghiền ép thành thịt nát, Thi thể cũng không tìm tới. Ầm ầm, to lớn dãy núi cũng bị ném ra một đầu rãnh sâu hóm, sơn dao động động, tiếng oanh minh truyền hướng viện mới, toàn bộ cử đại sơn mạch đều không ngừng rung động, đem bên trong ẩn núp vô số ba đuôi bốn đuôi hồ ly kinh động, nơi xa cũng nhiều hơn hắc hồ thiên quân hướng bên này bay tới. Xuy suy, như nước thép đúc kim loại mà thành đuôi rồng theo khe rãnh bên trong rút ra, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, tùy ý quét qua, còn lại chuẩn bị chạy trốn hắc hồ thiên quân toàn bộ bị nện chết, không ai sống sót hắc thần đại nhân chiến lược vô song, thác bạt cầm bái phục. Thác bạt cầm cùng một đám trưởng lão thấy nhìn thấy mà giật mình, thác bạt cầm chính mình cũng có thể diệt sát những này thiên quân, bất qua tự nhận là tuyệt đối không có hắc thần nhẹ nhàng như vậy cùng tùy ý, hắc thần thực lực mạnh hơn nàng ít nhất một cái cấp bậc. Hắc thần mặt không biểu tình, mang theo giang giật tiếp tục hướng phía trước cuồng bay, trên thân khí tức cuồng bạo mà ra, nhìn qua nơi xa bay tới vô số hắc hồ thiên quân lạnh giọng quát, ai cản ta thì phải chết, để các ngươi hắc hồ tộc đế quân cút ra đây, nếu không bản tôn tiêu diệt các ngươi nhất tộc. Phanh phanh phanh, một tiếng kinh thiên giống to, chấn động đến vô số bay tới hắc hồ thiên quân yêu lực nhiễu loạn, như từng cái bị hun khói như con ruồi một đầu hướng phía dưới cắm xuống, trùng điệp đập vào dưới ngọn núi. Hưu, hắc thần tốc độ rất nhanh, xa xa hắc hồ thiên quân rất nhiều đều nghĩ rút đi, tránh ra một con đường, nhưng hắc thần một cái chớp mắt thời gian liền đã tiếp cận, chờ bọn hắn kịp phản ứng, một con rồng đuôi phá không mà ra, như thiên thần trong tay thần tiên không ngừng nện xuống, Phàm là bị đập trúng, trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ, phía trước bị mạnh mẽ thanh ra một con đường máu. Hưu, Thiên Thiên theo sát phía sau, Thác Bạt cầm các nàng đi theo phía sau cùng, 10 tên trưởng lão thấy mừng thầm không thôi, bất quá đều không có động thủ. Hắc Thần vừa rồi đã cảnh cáo mọi người, các nàng nếu là lại ra tay đùa nghịch một ít thủ đoạn, sẽ hoàn toàn ngược lại, chọc giận Hắc Thần hậu quả khó mà lường được. Hưu hưu hưu, một đường xông vào, một đường không ngừng có Hắc Hồ Thiên Quân bay tới, còn có các tộc quần tộc trưởng đằng sau tới hắc hồ thiên quân nhìn thấy hắc thần tại đại khai sát giới đều đỏ mắt cái gì đều không để ý trực tiếp công kích nhưng hắc thần tốc độ quá nhanh công kích quá hung tàn công kích đều không có phát ra trực tiếp bị nghiền ép thành thịt nát thiên thiên cũng không khuyên giải nói mặc cho hắc thần đại khai sát giới lần trước ngao lưu trở về vạn yêu tộc quần đến chúc thiên hồ đại lục chỉ có thác bạt cầm cùng lam hồ nhất tộc đế quân đi cái này hắc hồ tộc ba vị đế quân mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân không đi thăm viếng cái kia chính là đại bất kính, cho chút giáo huấn cũng là tốt. Giang giật càng sẽ không nói cái gì, yêu hậu không hiểu thấu ra hắc hồ tộc địa trong mâm, rất có thể bị hắc hồ tộc cướp giật tới, bên này có ba vị yêu hoàng đế quân, không giết ta hắc hồ tộc uy hiếp kia ba tên đế quân, sợ là tình huống hội càng hỏng bét. Chỉ có trong ngực hắn tiểu phỉ có chút nghĩ mà sợ, thân thể nho nhỏ núp ở giang giật trong ngực, liền nhìn cũng không dám nhìn, thân thể run nhẹ nhẹ không thôi. Đại ca ca, mẫu hậu tại phía đông, cũng không xa, khí tức thật là nồng nặc. Lần nữa phi hành nửa canh giờ, giết không biết bao nhiêu hắc hồ thiên quân, tiểu phỉ lần nữa lên tiếng. Hắc thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, thân thể nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, bên kia có một đầu to lớn dãy núi, liên nguyên chập trùng, giang giật thần thức tìm kiếm, căn bản dò xét không đến cuối cùng. Người nào, người kia dừng bước, nơi này là cấm khu, dám mạnh mẽ xông tới người giết không tha. Địch tập, còn không có tới gần dãy núi, bên trong dãy núi tự bay ra hơn 2.000 hắc hồ thiên quân, liếc nhìn lại đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng giang giật ở bên trong giò xét đến thiên quân đỉnh phong ít nhất có gần trăm tên tiểu tử thiên thiên đi theo ta thác bạt cầm các người bảo vệ tốt các nàng hắc thần giết ra hỏa khí tới đem giang giật buông xuống thân thể hóa thành hồng quang lên núi mạch bên trong bay đi thác bạt cầm bọn người vội vàng bay tới đem giang giật cùng thiên thiên bao bọc vây quanh cùng một chỗ đi theo hắc thần hướng phía trước bay đi hiu hiu hiu, hiu bên kia hơn hai ngàn thiên quân đồng thời công kích hơn hai ngàn đạo màu đen lưu quang gào thét mà đến, hắc thần lại không lọt vào mắt, vẫn như cũ vung ra một đạo đuôi rồng, bất quá lần này so trước kia còn muốn lớn hơn gấp hai, những cái kia màu đen lưu quang bị hắn như cương thiết thần tiên đuôi rồng một đập, nhẹ nhõm hiên diệt. Ông, thác bà cầm cũng xuất thủ, bất quá cũng không có công kích, mà là trong tay không ngừng đánh ra màu trắng lưu quang, đem khắp nơi bao phủ đi vào, những cái kia màu trắng lưu quang hóa thành bạch xà vây quanh mọi người xoay tròn, đem nơi xa mở ra lưu quang ngăn cách bên ngoài, rất nhiều lưu quang đánh vào phía trên, như bùn chảy vào biển không có bất kỳ cái gì phản ứng. Âm 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 âm, hắc thần thật bắt đầu đại khai sát giới, xuất thủ không có nửa khắc trần chờ mà lại cũng không khai ra một con đường máu, một người xâm nhập hơn 2.000 tên hắc hồ thiên quân bên người, đuôi rồng như thiểm điện quét ngang, mỗi một lần nện xuống tự có gần trăm người chết đi. Phía dưới sơn phong từng mảnh từng mảnh bị nện ra từng cái từng cái nhìn không thấy đáy hang sâu, rất nhiều sơn phong bị lưng mỏi nện đứt, bụi mù cuồn cuộn, Tiếng ầm ầm chấn thiên, đá vụn loạn xạ, sơn băng điện liệt. A, à, nhanh thông chi đế quân, có cường địch xâm lấn thần mạch. Hắc hình nhanh khởi động đại trận, cầu tặc, chết đi. Từng mảnh từng mảnh hắc hồ thiên quân bị chém giết, vô số tiếng kêu thảm thiết, quát lớn âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng cầu cứu vang lên, khắp nơi một mảnh hỗn độn, tựa như địa ngục. Ông ở giữa dãy núi sáng lên một đạo quang mang, một cái màu đen vòng bảo hộ chống rỗng xuất hiện, đem mấy chục tòa sơn phong bao phủ đi vào đại trận kia khí thức hãi nhiên, tại hoang vu như vậy địa phương có được đại trận, còn có mấy ngàn thiên quân chấn thủ, hiển nhiên trong này là hắc hồ tộc rất trọng yếu một cái bảo địa. Mẫu hậu liền tại bên trong, tiểu phỉ đột nhiên kích động kêu to lên, nàng cảm ứng được yêu hậu khí thức, giang giật lập tức hú dài, hắc thần đại nhân, phiền phức phá trận. Suy suy, đúng lúc này, phía bắc bầu trời sáng lên một điểm sáng, kia điểm sáng dần dần phóng đại, cuối cùng lại xuất hiện một cái hư không cổ đạo, một nam hai nữ ba tên khí tức như sơn nhạc, không thể so với thác bạt cầm yếu cường giả ra giữa không trung. Người nam kia cường giả vừa xuất hiện lập tức quát lớn, cuồng đồ phương nào, lại loạn giết ta hắc hồ con dân ân. Thác bạt cầm đây là người mời tới giúp đỡ sao hừ, hôm nay bản đế liền để toàn bộ các người có đến mà không có về, bày trận. chương 853, ta là đang nằm mơ sao. Hắc hồ đế quân một tiếng quát lớn dưới, bên cạnh hai tên nở nang thiếu phụ lập tức hướng bên cạnh hắn bay đi, thành tam giác sừng thú đứng thẳng, trên thân hai người sáng lên hắc quang, Hắc Hồ Nam Đế Quân cũng quang mang đại thịnh, ba người tựa hồ muốn hình thành một loại nào đó hợp kích đại trận. Hừ, Hắc Thần lạnh lùng quét ba người một chút, thế mà không quan tâm, thả ra một con rồng đuôi hung hăng hướng nơi xa bên trong dãy núi đại trận đập tới. Một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, trên dãy núi vòng bảo hộ kịch liệt run lên, sau đó nứt ra từng cái từng cái khe hở, tựa như vỡ tan vỏ trứng gà. Bất quá đại trận này coi như kiên cố, lại không có phá vỡ. Thiên Thiên, Giang Giật, các ngươi đi cứu người. Thác Bạt Cầm liên thủ với ta diệt ba người này, còn lại 10 tên trưởng lão bảo hộ Thiên Thiên giang giật. Hắc Thần ra lệnh một tiếng, thân thể hướng trên không trung ba người bay đi, Thác Bạt Cầm ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ, yêu lực một thịnh vội vàng hướng không trung bay đi. Thiên Thiên trên thân lục quang lóe lên, bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái lục sắc phòng bảo hộ, một đầu tóc lục bay múa, trong tay xuất hiện một cái lục sắc roi hướng phía trước còn sót lại không nhiều hắc hồ thiên quân bay đi. Ông giang giật trong tay đế cung xuất hiện, đem tiểu hồ ly thu vào thân thể hóa thành cuồng phong hướng đại trận phóng đi, bên ngoài cơ thể xuất hiện hỏa vân khải cùng thần thuẫn, hỏa long kiếm cùng một cái nhuyễn kiếm thoáng hiện, đôi mắt trong nháy mắt đỏ như huyết, sát lục chân ý phóng thích. Hắn hai thanh kiếm đồng thời múa, một đạo âm thanh khủng bố hóa thành tầng tầng sóng âm hướng phía trước phúc tán mà đi, hắn thả ra thần âm thiên kỹ, bất qua khống chế phạm vi công kích, nếu không thiên thiên cùng thiên hồ tộc các trưởng lão khẳng định chịu không được. Thùng thùng ô ô, kinh khủng quỷ âm vang lên, phía trước còn lại mấy trăm hắc hồ thiên quân, có rất nhiều ôm đầu trên không trung quay cuồng lên, chỉ có số lượng không nhiều hơn 10 tên thiên quân đỉnh phong còn có thể ngăn cản. Bất quá đồng dạng khó chịu dị thường, rất muốn công kích, có thể linh hồn không ngừng bị thần âm thiên kỹ cùng sát lục chân ý công kích, không bao giờ đều không phát ra được công kích. Vù vù, thiên thiên nhìn thấy sóng âm hóa thành liên y phúc tán mà đi, vội vàng thân hình dừng lại, không dám vào nhập sóng âm phạm vi bao phủ. Trong tay nàng nguyễn tiên lại vô hạn dài ra, phía trên lục quang lấp lánh, như một đầu như độc xà hướng phía trước dọc theo, nhẹ nhõm trói lại một cái hắc hồ thiên quân đỉnh phong cổ, sau đó nhẹ nhàng rung động, kia hắc hồ thiên quân đỉnh phong đầu lại bị cắt đứt, cái này nguyễn tiên sắc bén đến nhưng so sánh thông linh trí bảo. Dầm dầm dầm, cửu thiên tri thượng phong vân múa, từng đạo cửu thiên thần lôi phá không mà xuống, toàn bộ khóa chặt thiên quân đỉnh phong hắc hồ công kích, rất nhiều hắc hồ tại sắp bị đánh chúng lúc mới tỉnh ngộ tới, thân thể toát ra đạo đạo hắc vụ, nhưng thần lôi thoáng cái đem hắc vụ phá vỡ, đem bọn hắn thân thể đánh chúng, toàn thân đều một trận khét lẹt, mặc dù không chết, nhưng cũng khẳng định bị đả thương nặng. TT, tê tê, 10 tên bạch hồ tộc trưởng lão còn không có công kích, liền thấy một cái nháy mắt ở giữa thiên thiên cùng giang giật đã diệt sát 78 tên thiên quân đỉnh phong, toàn bộ hít một hơi lãnh khí. 10 tên trưởng lão vốn cho rằng hai vị này chỉ là thân phận tôn quý, chiến lược không được, không nghĩ tới hai người so với các nàng còn muốn hung tàn. 10 người dứt khoát không công kích, chia hai đội đứng tại phía sau hai người, phụ trách bảo hộ hai người. Dầm dầm dầm, trên không trung hắc thần thác bạt cầm cùng ba vị hắc hổ đế quân cũng khai chiến, phía trên chiến đấu tự kinh khủng nhiều, giang giật bọn người nghe được nổ vang, quay đầu nhìn lướt qua, sắc mặt đều đại biến. Các nàng căn bản không nhìn thấy năm tên trí cường giả, chỉ có thể nhìn thấy không gian từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, kinh khủng sóng xung kích hóa thành kinh đào hải lãng cuốn tới, đưa các nàng cùng hắc hổ tộc thiên quân đều đập xuống. Phanh phanh phanh, giang giật cùng thiên thiên bị nện tiến vào một ngọn núi bên trong, hai người bên ngoài cơ thể hộ thuẫn cũng đồng thời bạo liệt, bất quá thiên thiên trên người có một kiện màu xanh biếc xinh đẹp chiến giáp, phía trên phù văn lấp lánh, rõ ràng là thông linh trí bảo, giang giật cũng có hỏa vân khải hai người đều không bị tổn thương. Hưu, hai người không còn đi quản không chung chiến đấu, giang giật càng là xem đều không đi nhìn một chút, hắn nhất định phải trước tiên cứu ra yêu hậu, như tình huống không đúng trực tiếp độn thiên thoát đi, yêu hoàng ở giữa chiến đấu quá kinh khủng, các nàng cái này cấp bậc căn bản không có cách nào tham chiến. Thùng thùng ô ô, hắn theo sơn phong bên trong bay vụt sau khi ra ngoài, thần thức khóa chặt hắc hồ tộc bên kia còn sót lại 8 tên thiên quân đỉnh phong thả ra thần âm thiên kỹ, tiếp lấy điên cuồng phóng thích lôi đình chi nộ, cũng mặc kệ thân thể sẽ sẽ không bị phản phệ, trước hết giết lại nói. Giết, thiên thiên cũng theo một ngọn núi bên trong phá đất mà lên, lục sắc Nguyễn tiên uyển như tử thần câu hồn tiên, hướng phía trước bắn nhanh mà đi, rất nhiều vừa mới bay ra ngoài thiên quân bỗng chốc bị nàng Nguyễn tiên cuốn lấy cổ tiếp lấy đầu người rơi xuống đất bảo vật này uy lực lớn dọa người Dầm dầm dầm, từng đạo thần lôi phá không mà xuống đem còn lại thiên quân đỉnh phong toàn bộ trọng thương giang giật hướng sau lưng bạch hồ tộc trưởng lão quát khẽ nói các người đem còn lại hắc hồ thiên quân tiêu diệt toàn bộ đánh giết thiên thiên giúp ta hộ pháp ta đến phá trận tốt 10 tên trưởng lão hóa thành 10 đạo bạch quang hướng phía trước bay đi 10 tên trưởng lão đều là bạch hồ tộc thiên quân cường giả tối đỉnh ngược sát một chút cấp thấp thiên quân quá đơn giản thiên thiên thì hướng giang giật tới gần tránh cho có người công kích hắn suy suy Giang giật không còn phóng thích thần âm thiên kỹ, mà là chuyên tâm phóng thích lôi đình chi nộ, lần lượt đánh vào phía trước bên trong dãy núi trên đại trận. Đại trận kia vốn là bị hắc thần công kích một lần sẽ phá toái, tại giang giật liên tục không ngừng thần lôi công kích đến, vòng bảo hộ bên trên khe hở càng nhiều, mắt thấy là phải bạo liệt. Dầm dầm dầm, trên không trung từng đạo bạo tạc tiếng oanh minh bên tai không dứt, không gian từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, vặn vẹo. Hắc thần đuôi rồng ở giữa không trung thỉnh thoảng thoáng hiện, thác bạt cầm đánh ra từng đạo kinh khủng màu trắng lưu quang cùng hắc hồ tộc ba tên đế quân đánh ra màu đen lưu quang lần lượt chạm vào nhau kinh khủng sóng xung kích chấn động đến phía dưới dãy núi đất sung núi chuyển ngẫu nhiên có lưu quang nện ở phía dưới sơn phong bên trong từng tòa cao trăm trượng sơn phong sống sờ sờ bị tạc nứt đầy trời đất đá vỡ toang bụi mù cuồn cuộn phía dưới một mảnh vết thương nhìn thấy mà giật mình hư tự chút thực lực ấy sao hắc thần thanh âm lãnh khốc vang lên thân ảnh của bọn hắn phía dưới thiên quân căn bản thấy không rõ, tốc độ quá nhanh, bất quá tại hắc thần lời nói vang lên về sau, hắc hồ tộc một tên nữ đế quân bị đuôi rồng hung hăng đập vào dưới ngọn núi, ngọn núi kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bột mịn, phía dưới xuất hiện đầu trăm trượng rộng không nhìn thấy đáy hố sâu, cô gái này đế quân bị sống sờ sờ nện vào dưới mặt đất trong hố sâu. A, à, hacker, bản đế muốn giết các ngươi. Một đạo kinh thiên bạo giống vang lên, trong thanh âm đều là nổi giận cùng lo lắng, rất rõ ràng vừa rồi tên kia nữ đế quân không chết cũng bị trọng thương, thác bạt cầm tiếng đùa cợt cũng vang lên, hắc hộp, các người hắc hồ tộc làm nhiều chuyện bất nghĩa, hôm nay liền là ba người các ngươi diệt vong ngày. Hắc thần thanh âm lãnh khốc cũng vang lên lần nữa, tự như ngươi loại này cấp bậc, lại đến là cái bản tôn cũng có thể đập chết, sâu kiến cũng nghĩ hám thiên. Oanh, nơi xa ở giữa dãy núi, đại trận kia rốt cục bạo liệt, giang giật thần thức trước tiên quét bên trong quét tới, rất nhanh tại một cái trong hầm mỏ phát hiện một cái quen thuộc thân thể, hắn quét qua về sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Phía dưới hiển nhiên là một tòa khoáng mạch, có vô số quặng mỏ, cũng có đếm không hết sở quáng nô. Những nô lệ kia bình thường là thiên quân, hóa hình làm người, còn có gần nửa là bạch hồ cùng lam hồ, toàn bộ quáng nô trong thân thể yêu đan đều hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên bị phế tu vi. Bạch hồ lam hồ trên thân da lông chóc ra, vết thương trồng chất, thiên quân bên trong cũng quần áo tả tơi, toàn thân đều là vết sẹo, trong mắt cũng tất cả đều là tê liệt, âm u đầy tử khí yêu hậu ngay tại trong đó nàng lại không năm đó phong hoa tuyệt đại mà là biến thành một cái lão thái bà thân thể tất cả đều là vết sẹo trên mặt cũng là xấu xí vết sẹo một cái chân còn bất lực kéo trên mặt đất vết máu lốm đốm một đôi tròng mắt giờ phút này chính mê mang hướng giữa không trung nhìn tới giang giật thấy cảnh này thanh âm đều nghẹn ngào yêu hậu ta là giang giật yêu hậu đôi mắt càng thêm mê mang nhìn chằm chằm giang giật nhìn ra ngoài một hồi sau đó đôi mắt đột nhiên quang mang lóe lên đầy mắt không dám tin, một bộ thân thể tàn phế không ngừng run rẩy nàng nhìn một lát mới run rẩy nói ra, Giang. Giang giật ngươi là thiên tinh đại lục, Giang giật sao ta là đang nằm mơ sao. chương 854, Viện Quân, yêu hậu hoàn toàn chính xác tương đối thảm, năm đó nàng cử tử nhất sinh theo thiên tinh đại lục lẻn về thiên hồ đại lục, cũng bởi vì nàng là yêu tộc, cũng không nhận được cường đại yêu tộc công kích. Còn tại huyết giả hung trong nước thành công tấn thăng đến trung gia yêu đế, nếu không nàng khẳng định sẽ chết ở nửa đường lẻn về thiên hồ đại lục nàng lập tức tay báo thù, chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, lúc trước diệt nàng nhất mạch nhất mạch kia, hơn 2.000 năm đến đã tuôn ra rất nhiều thiên tài, lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, đối phương yêu đế số lượng đạt tới hơn 10 tên, trung gia yêu đế cũng có 3 tên, nàng vừa mới tấn thăng làm trung gia yêu đế tự nhiên không địch lại, trọng thương bỏ trốn. Nàng một đường bị đuổi giết, nếu không phải bởi vì hoang vu đông hải thú triều để nàng đạt được một kiện bảo vật, tốc độ tăng lên không ít, nàng tuyệt đối trốn không thoát nàng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cuối cùng ngộ nhập hắc hồ tộc trong địa bàn, kết cục không cần phải nói, nàng bị bắt sống, đưa đến cái này khoáng mạch bên trên làm nô. Tại cái này làm nô lệ rất thảm, thiên thiên đều muốn bị đánh, bị hành hạ, trọng yếu nhất chính là nó yêu đan cũng bị hủy đi, một thân tu vi bị phế, cái này khiến nàng tâm chết rồi, nếu không phải nhớ mong tiểu phỉ, nàng đã sớm tự sát. Năm năm, hơn 1,800 cái ngày đêm, nàng cùng còn lại quáng nô đồng dạng tựa như cái xác không hồn còn sống, không có quáng nô chạy trốn, cũng không có hy vọng xa vời có người có thể cứu bọn họ, bởi vì hắc hồ tộc là nhất cường đại, bạch hồ cùng lam hồ tộc nếu không phải liên minh, sớm đã bị diệt tộc. Tự liền vừa rồi đại trận mở ra lúc, sở hữu quáng nô cũng nghe được phía ngoài chiến đấu âm thanh, nhưng đều không có người đáp lại hy vọng, toàn bộ tê liệt nằm tại trong hầm mỏ. Cho tới giờ khắc này giang giật một tiếng bạo giống, nàng nghe được một tiếng đã lâu yêu hậu lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hưu, giang giật thân thể vạch phá bầu trời bay xuống tới, khoáng mạch hạ còn có một số hộ vệ, đều là hạ giai thiên quân, nhìn thấy giang giật bọn người giết vào đây, tự nhiên điên cuồng lao đến. Chết, giang giật trong tay mềm kiếm nhất run, một đạo kinh khủng sóng âm hóa thành liên y hướng hai bên phúc tán mà đi, tiếp lấy hắn hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, vô số đạo lôi đình đánh xuống, đem hai bên bay tới mấy chục tên thiên quân toàn bộ oanh thành bột mịn, không còn sót lại một chút cạn. Hưu, thiên thiên cùng 10 tên bạch hồ trưởng lão cũng bay xuống tới, giang giật quét qua nơi xa còn có đếm không hết cấp thấp quân hộ vệ hắn đôi mắt một tiếng nói các ngươi đi đem tất cả hắc hồ hộ vệ toàn bộ giết một tên cũng không để lại ây yêu hậu thân thể lại là run lên toàn bộ quáng nô càng là dọa sợ e ngại nhìn qua vào tới giang giật cùng hướng quân hộ vệ đánh tới các trưởng lão yêu hậu mông lung nhìn qua vào tới thanh niên bờ môi lần nữa run run, run một hồi lại nháy nháy mắt hỏi ngươi thật là giang giật thiên tinh đại lục giang giật nhìn qua tóc phát hoàng còn rơi xuống rất nhiều một mặt vẻ già nuôi yêu hậu giang giật con mắt càng đỏ hắn trùng điệp gật đầu nói không sai ta chính là thiên tinh đại lục giang giật yêu hậu ta đến chậm để ngươi chịu khổ đúng tiểu phỉ ta cũng mang đến nàng còn hóa hình giang giật lấy ra đế cung trầm giọng nói ra ngươi xem đây là đế cung ngươi cho ta đế cung tiểu phỉ liền tại bên trong tiểu phỉ yêu hậu trong mắt nước mắt như sông chảy xuôi mà xuống nàng đột nhiên thân thể rung động liều mạng lắc đầu nói giang giật trước đừng đem tiểu phỉ truyền tống ra ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta cái dạng này tốt ha, à, nhìn thấy yêu hậu thất kinh dáng vẻ giang giật cảm giác một trận đau lòng hắn nhìn thấy sau lưng đi theo một tên bạch hồ tộc nữ trưởng lão sững sờ đứng đấy lập tức cả giận nói ngươi cũng là ngớ ngẩn sao còn không mau cho yêu hậu chữa thương nữ trưởng lão kia vội vàng chạy vội tới chọc tới giang giật đoán chừng một đạo lôi điện đánh xuống đến nàng cũng muốn biến thành than cốc trong tay nàng sáng lên một đạo bạch sắc quang mang lại cho yêu hậu phục một viên đan dược nhanh chóng chữa thương cho nàng. Giang giật, người đi ra ngoài trước đi, ta cho yêu hậu đổi một bộ quần áo, trước an dưỡng một phen. Thiên thiên đánh chết một chút hộ vệ đi tới, Giang giật nhẹ gật đầu, thân thể bắn ra, nhìn thấy trong khoáng mạch còn có rất nhiều cấp thấp thiên quân hộ vệ chuẩn bị lẩn trốn, hắn lập tức nổi giận. Thân thể lóe lên vượt qua thiên ấn xuất hiện, đối hắc hồ tộc hộ vệ liền là một trận đập loạn. Ầm ầm, bầu trời xa xa bên kia chiến đấu cũng thành thiên về một bên, hắc thần quá độc ác, không chỉ có công kích hung tàn, Phòng ngự cùng tốc độ đều để Hắc Hồ tộc đế quân Hắc Học hoàn toàn không có cách. Lại thêm một tên chiến lực không kém Thác Bạt Cầm, Hắc Học chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, một tên khác nữ đế quân lại có chút ngăn cản không nổi, nhiều lần suýt nữa bị Hắc Thần đập chúng khổ không thể tả. Thác Bạt Cầm, vị đại nhân này, vì sao vô cơ tiến công ta Hắc Hồ tộc các ngươi lập tức thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắc hộc đôi mắt nhất chuyển, bắt đầu lạnh giọng nói, nhưng Hắc Thần cùng Thác Bạt Cầm hoàn toàn không rảnh để ý tiếp tục công kích hắc hộc xem xét tiếp tục như vậy cho hết đàn A, vội vàng thả ra một cái cường đại công kích, nghiêm nghị hét lớn các người thối lui còn kịp, bản đế đã mời viện quân, chờ viện quân đến, các người muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thác bạt cầm cười khúc khích, u lãnh nói ra, hắc hộc, người có cái gì viện binh ngươi ngược lại là nói một chút, nếu là lợi hại, nói không chừng có thể dọa lùi chúng ta. Hừ... Hắc hộc hừ lạnh một tiếng nói, bản đế vừa rồi đã đưa tin cho vô tận biển sâu ngao lưu đại nhân, hắn đã phóng thích đại na di chi thuật, lập tức liền có thể đuổi tới, hừ hừ. Thác bạt cầm bản nhân cùng ngao lư đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, thức thời đến lập tức lăn đi. Ha ha ha, hắc thần cùng thác bạt cầm đều cười ha hả xa xa giang giật cùng thiên thiên nghe khóe miệng cũng lộ ra vẻ đùa cợt, thác bạt cầm diếu cợt âm thanh cũng rất nhanh vang lên, hắc hộc, mù ngươi hồ mắt. Người có biết cùng người khai chiến là ai chính là vô tận biển sâu 36 yêu hoàng xếp hạng thứ sáu hắc thần đại nhân, Ngươi có biết vị kia tóc lục mỹ thiếu nữ là ai kia là Ngao Lư Đại Nhân thích nhất thiên thiên công chúa. Lần trước Ngao Lư Đại Nhân trở về, ta để ngươi cùng nhau tiến đến thăm viếng. Ngươi nói cái gì nói Ngao Lư Đại Nhân chỉ là lớn tuổi một chút mà thôi, thực lực còn chưa kịp ngươi hừ hừ. Phía sau thô tục ta liền không nói. a à, hắc hộc trợn tròn mắt, hắc thần trên mặt lại lộ ra nổi giận chi sắc, phẫn nộ quát, dám khinh nhờn đại đế hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc thần đại nhân, nhìn thấy hắc thần trên thân hắc quang bùng lên, rõ ràng muốn phóng thích cường đại công kích hắc hộc một bên lui nhanh một bên lo lắng hét lớn đại nhân hiểu lầm a à, như biết rõ là đại nhân ngài tại hạ làm sao dám động thủ đại nhân đừng nghe thác bạt cầm cái này kỹ nữ tung tin đồn nhảm ta đối ngao lư đại nhân một mảnh kính ngưỡng lần trước đại nhân trở về nếu không phải bởi vì có chuyện quan trọng làm trễ nải ta khẳng định mang trọng lễ đi thăm viếng đại nhân đừng đánh nữa tiếp tục đánh xuống liền muốn tổn thương hòa khí tổn thương ngươi mã lạc qua bích hắc thần khuôn mặt đều là sát khí, trên thân hắc quang vừa tăng biến trở về bản thể, một tiếng long ngâm đâm thủng cửu tiêu, chấn động đến giang giật đều nguyên lực nhiễu loạn, trực tiếp đập xuống trên mặt đất, thiên thiên bọn người vừa mới mang theo yêu hậu ra quảng mỏ cũng bước chân run lên, kém chút té ngã trên đất. Yêu hậu nhìn trên bầu trời cái kia dài đến hơn 60 trượng, tựa như cương thiết đúc kim loại mà thành cự long, sợ đến trắng bệch cả mặt. Chương 855, Diệt thế Hắc Long 3. Thiên Thiên cười nhạt một tiếng, Giải thích nói, yêu hậu ngươi không cần ngạc nhiên, bên cạnh ngươi vẫn là các ngươi nhất tộc thập đại thánh trưởng lão đâu. Ta cam đoan sau lần này, người tại các ngươi tộc đàn bên trong tuyệt đối sẽ không lại bị ngược đãi, trả lại ngươi cừu địch, liền là tiêu diệt các ngươi nhất mạch bộ tộc kia toàn bộ đều bị tóm lên tới, liền đợi đến ngươi trở về tự tay báo thù đâu. Thánh trưởng lão, yêu hậu chỉ nhìn qua thác bạt cầm chân dung, tranh này giống như bạch hồ nhất tộc người đều nhìn qua, rất nhiều bạch hồ còn đem thác bạt cầm chân dung đặt ở trong nhà ngày đêm thăm viếng. Cái này thập đại thánh trưởng lão nàng nhưng chưa bao giờ gặp qua, giờ phút này nhìn thấy bên người vây quanh 10 người, trong đó một tên nữ tử mới vừa rồi còn tự mình chữa thương cho nàng thay quần áo, nàng lập tức dọa đến không biết làm sao, nàng tại bạch hồ tộc chỉ là một cái tầng dưới chất nhất tiểu nhân vật, đừng nói thập đại thánh trưởng lão, đối với nàng tới nói, các nàng kia một tiểu tộc quần tộc trưởng đều là thiên đại nhân vật. Thác bạt ninh tham kiến người vị thánh trưởng lão, nàng hai tay có chút rung động, kéo lấy một đầu còn không có khang phục chân cưỡng ép đứng vững liền muốn cho 10 người quỳ xuống hành lễ. Cái này nhưng làm 10 vị trưởng lão dọa sợ, vội vàng đỡ lấy nàng, một tên nữ trưởng lão ngượng ngùng nói ra, Thác Bạt Ninh, ngươi không được như thế, ngươi là các vị đại nhân bằng hiếu, vậy sau này chính là chúng ta tỉ muội nói không chừng. Đế quân sẽ còn nhận ngươi làm muội muội đâu, bịch, yêu hậu thân thể mềm nhún, kém chút dọa ngất tới. Một người trưởng lão khác, thêm một mồi lửa, tiến đến yêu hậu bên tai, chỉ vào bầu trời xa xa chiến đấu nói, Thác Bạt Ninh, ngươi có biết cùng đế hậu hắc thần đại nhân khai chiến là ai đây chính là hắc hồ nhất tộc đế quân cũng chính là vì nghĩ cách cứu viện ngươi hắc thần đại nhân bọn hắn mới có thể cùng hắc hồ nhất tộc khai chiến ngươi phải hào hào cảm tả thoáng cái các vị đại nhân ngao trong lúc nói chuyện hắc thần lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm tiếp lấy trong miệng thốt ra một đạo năng lượng màu đen đợt thân thể của hắn cũng vọt vào sóng năng lượng bên trong hóa thành một đạo hắc vân hướng phía trước phóng đi tựa như một viên sao trổi vạch tới loại kia cuồng bạo kinh khủng đến cực điểm khí thức, coi như bên này rời đi có mấy chục dặm, tất cả mọi người cũng cảm giác linh hồn run lên, yêu hậu cùng rất nhiều quáng nô càng là sống sờ sờ bị ép tới ngất đi. Không, hắc hộp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể bị hắc vân bao phủ đi vào, một tên khác nữ đế quân mặc dù sớm bắt đầu chạy trốn, nhưng này hắc vân tốc độ quá nhanh, thoáng cái đem hai người nuốt vào, tiếp lấy hai người khí thức từ từ biến mất, hắc vân cũng chậm rãi biến mất, hắc thần thân ảnh tại phía trước ngưng kết. Hừ, hắc bá diệt thế hắc long ba vô tận biển sâu không có các vị yêu hoàng chống đỡ được hai người này còn muốn trốn thiên thiên đùa cợt nhẹ giọng cười nhạo nói mười đại trưởng lão cùng giang giật lại thấy nội tâm dâng trào không thôi vừa rồi cái kia đạo như lưu tinh trụy lạc hắc vân để tất cả mọi người người thấy khí thức tử vong mọi người như bị hắc vân xoắn đi vào đồng dạng sẽ không còn sót lại một chút cặn hắc thần đại nhân thần thông cái thế thác bạt cầm đầu dạp xuống đất thác bạt cầm kích động thân thể đều run rẩy hắc hộc đã chết còn có một tên đế quân chết đi, một tên khác mặc dù theo lòng đất chạy trốn, nhưng thực lực lại yếu nhất, đừng nói hắn cùng Lam Hồ nhất tộc đế quân liên thủ, coi như một mình nàng cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Hắc Hồ tộc là nhất cường đại, có địa bàn cũng lớn nhất, giờ phút này bao lớn một khối địa bàn, toàn bộ đều là các nàng. Nếu không phải Hắc Thần bọn người đột nhiên đến, các nàng đừng nói chiếm lĩnh Hắc Hồ tộc địa bàn, không bị diệt tộc tự cảm ơn trời đất. Hắc Thần đại nhân thần thông cái thế, chúng ta đầu dạp xuống đất. Mười đại trưởng lão cũng toàn bộ quát khẽ, các nàng thật đúng là quỳ xuống lại, lại yêu tộc kình thiên đại yêu thông thiên chiến lực chiết phục, cũng vì hắc thần diệt sát hắc hộc các loại chờ hai tên trí cường giả biểu thị cảm kích. Hắc thần không nhịn được khoát tay áo nói, được rồi, ít nói lời vô ích, hồi trở lại các ngươi hoàng thành đi, sự tình mau chóng sắp xếp cẩn thận, bản tôn còn muốn chạy về vô tận biển sâu. Đi, Giang giật phung tay lên, toàn bộ đằng không mà lên, một tên nữ trưởng lão tự mình võng yêu hậu, còn như còn lại Bạch Hồ Lam Hồ còn có quáng nô bọn hắn thì mặc kệ. Giang giật đám người sự tình lớn nhất, công kích Hắc Hồ tộc sự tình có thể từ từ sẽ đến, dù sao Hắc Hộc chết rồi, rốt cuộc không ai có thể đỡ nổi Thác Bạt Cầm. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Bạch Hồ tộc hoàng thành bay đi, trên đường đồng dạng có thể tao ngộ rất nhiều bên này bay tới Hắc Hồ Thiên Quân, lần này không cần Hắc thần động thủ, Thác Bạt Cầm tự mình xuất thủ, diệt sát một mảnh. Hao tốn 7, 8 canh giờ mọi người lần nữa về tới hoàng thành. Thác Bạt Cầm tự mình chiêu đãi mọi người, một tên nữ trưởng lão mang theo yêu hậu tiếp tục đi chữa thương, còn làm một viên đặc chế chú nhan đan cho yêu hậu ăn vào. Yêu hậu nội đan bị hủy, nếu muốn ở bảo trì nguyên lai tuổi trẻ diễm lệ bộ dáng khẳng định không có khả năng, nhất định phải dùng lâu dài những này đặc thù đan dược mới có thể bảo trì dung nhan. Sang giật đợi tiểu nửa ngày, gặp yêu hậu thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, vết sẹo trên mặt cũng đã biến mất rất nhiều, bộ dáng cũng khôi phục một chút, mặc dù không có nguyên lai như vậy diễm lệ nhưng cũng có thể gặp người, trong tay hắn đế cung lóe lên, giang tiểu nô ôm tiểu phỉ ra bên trong cung điện nhỏ. Tiểu phỉ vừa ra tới ánh mắt tựa bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy giang giật sau vội vàng lên tiếng hỏi, đại ca ca, ta mẫu hậu đã tìm được chưa? Tiểu phỉ, yêu hậu ngồi ở trên giường, nghe được tiểu phỉ lời nói, cảm nhận được khí tức trên người nàng, lập tức nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào hô lớn một tiếng. Tiểu phỉ thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn thấy trên giường yêu hậu, thân thể nho nhỏ hơi chấn động một chút, lập tức khóc nhào vào yêu hậu trong ngực, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Giang giật cùng Giang Tiểu Nô lướt nhau, đi ra phòng khách nhỏ, để mẹ con hai người hảo hảo ôn chuyện. Bên ngoài hắc thần lãnh khóc ngồi ở một bên, thiên thiên cùng thác bạt cầm thì tại một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Giang giật ra, thác bạt cầm đứng dậy đón lấy sau đó chân thành nói ra, Giang công tử, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể đem tiểu phỉ cùng thác bạt ninh hai người lưu tại trong tộc đàn, ta cam đoan đợi thác bạt ninh thân như tỉ muội, đợi tiểu phỉ như nữ nhi của mình ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp tiểu phỉ trưởng thành. Tiểu phỉ rất có thể là thần hồ, nếu có thể lưu tại trong tộc đàn, nàng tốc độ phát triển cũng tuyệt đối vượt qua người ta tưởng tượng. Hắc thần đại nhân thần uy phía dưới, hắc hộc diệt phong, tại hạ mặc dù không bảo đảm có thể nhất thống thiên hồ đại lục, nhưng tuyệt đối có thể bảo chứng mẹ con các nàng an toàn. Cái này, giang giật trần chờ, hắn mặc dù cũng tin tưởng thác bà cầm khẳng định hội hảo hảo theo cố yêu mẹ kế nữ, có hắc thần cùng thiên thiên cái tầng quan hệ này, nàng dám làm loạn tuyệt đối tự chịu diệt phong hắn nguyên bản cân nhắc là mang theo mẹ con các nàng đi thần tứ thành bất quá thác bạt cầm nói tiểu phỉ trưởng thành cái này khiến hắn có chút rối rắm tiểu phỉ thôn vệ một chút hồn trùng thực lực thoáng cái tiêu thăng đến thiên quân hóa hình làm người đây là giang giật tận mắt nhìn thấy lưu tại nơi này tiểu phỉ về sau trưởng thành cũng tuyệt đối bất khả hạn lược hắn trần chờ một chút mở miệng nói cá nhân ta không có ý kiến chỉ cần yêu hậu cùng tiểu phỉ đồng ý là đủ tốt thác bạt cầm cảm kích gật đầu nói hướng một tên trưởng lão khua tay nói, người đi cùng Thác Bạt Ninh nói rõ tình huống, không thể cứng rắn khuyên, ăn ngay nói thật là được, Thác Bạt Ninh muốn đi muốn lưu, theo nàng tâm ý. Thác Bạt Cầm là một vạn cái muốn đem yêu hậu mẫu nữ lưu lại, không chỉ là tiểu phỉ có thể là thần hồ, càng quan trọng hơn là yêu hậu mẫu nữ tại cái này, về sau ai dám động đến bạch hồ nhất tộc nàng cũng đem cũng có hy vọng nhất thống thiên hồ đại lục. Để dung chuyển hơn 10 vạn năm đại lục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thiên hồ nhất tộc cũng có thể càng thêm cường đại.